À vì nhôi cái phụ thuộc vào cái này bọn em lại không chủ động được, hiểu không? Thế nhiều khi cứ về rồi. Ok, cái phần thứ nhất là Montreal dự báo cho ngày thứ tư, thứ bảy ngày 14 tháng 4, nhiệt độ tối đa 16, tối thiểu là 5, có ánh nắng mặt trời gọi là ensoleillé. Thì người ta có thể đọc cái tin nhắn này ở đâu, đó là trong một ngôi nhà, trên một trên internet, trên một cái bức thư, trong một tàu, thì mình đánh câu B. Câu 2 thì người ta có thể tìm cái thông tin này ở đâu, cái sự ghi chép này ở đâu. Cái này là giặt bằng tay với nước lạnh ở trên một cái medicament và viên thuốc, trên một bộ đồ đấy, rồi trên một cái bức tường, trên một cái xe hơi. Vậy thì mình sẽ đánh câu B, đúng không? Rồi ở đây xin chào, tôi tên là Ga Banh, tôi thì được sinh ra vào lúc 8 giờ rưỡi vào ngày 25 tháng 3 năm 2005. Ba mẹ của tôi đó là Jean Rick và An, thì rất là kiểu là gọi là vui ấy, phu ấy, có nghĩa là phu giống kiểu là khùng mà vui luôn, là giống kiểu bị khùng ấy, giống kiểu gọi là cực kỳ vui. Ok, Jean Luc An La Gian, ở đây là địa chỉ nha, Paris. Thì cái tài liệu này là một cái tin báo, hay là một cái lời mời, hay là một cái card visit thể đấy, cái card visit hay là một cái quảng cáo, thì chắc chắn là mình ở đây là mình đánh câu A rồi, hay một cái tin tức, được chưa? Cái câu Tin 4, tức theo câu bác 4. Rồi ok, câu 4 này là cái tài liệu này được gửi cho ai? Được gửi cho ai thì bà Chevalier, bởi vì có cái bà này, thấy không? Này. Đó, thì cứ đánh cho tôi. Cái này nhiều khi chả cần phải đọc hết mình cũng đánh được. Này, công ty hãng Europa, ông Chevalier và bà chứ. Bà Chevalier và ông bác Telemi, ở trong này chả có cái ông nào. Đây để xem nào. Từ nhá, bút là cho nè, cho cái người này, còn từ là cái người này, chứ không thể là gửi cho hai người này được. Bởi vì cái người của bác Telemi là gửi cho cái bà Chevalier này. Đây là tin nhắn trên điện thoại, ngày này, giờ này, gửi cho cái bà này, từ cái ông này, công ty này, chủ đề là cuộc hẹn gặp cho ngày 15 tháng 4, được chưa? Cho nên mình sẽ chọn ở đây là câu A thôi, chứ không thể là câu D được. Bởi vì cái ông này viết cho cái bà này. Đờ là từ mà. Ok chưa? Về đối với những cái món quà Noel, cho cái món quà của bạn Noel này, thì Isabel và Genevieve đã kể này, kể cho các bạn này, Gaporte là kể lại được chưa, về cái chuyến du lịch của họ đấy, về những chuyến du lịch, tức là về chuyến du lịch mà có vali nó đầy ấy, đầy những cái sự ngạc nhiên, tức là trong cái vali đó rất là nhiều cái sự ngạc nhiên. Rồi là exotic, có nghĩa là những cái gì mà ở bên nước ngoài đấy, ngoại lai, tức là bất ngờ nhé, những cái bất ngờ ở bên bên nước ngoài ấy. Và parfumé có nghĩa là có mùi hương, tức là những cái đồ á, những cái đồ mà người ta đi về đấy, được chưa? Rồi tiếp theo đây là cuộc trưng bày bán được đề nghị bởi Pat Canedini, rồi vào ngày thứ bảy 11 và chủ nhật ngày 12 tháng 12, từ 19 giờ cho đến 11 giờ đến 19 giờ. Rồi ok, người ta sẽ hỏi là cái tài liệu này là một cái card postal, một cái bưu thiếp, hay là một cái carton mời, một cái thiệp mời ấy bằng carton ấy, hay là một cái thẻ card visit, hay là một cái quảng cáo. Cái này chả phải quảng cáo, thứ hai nữa là cũng chả phải là cái bưu thiếp, mà cũng không phải là card visit. Card visit là gồm có tên tuổi cơ. Vậy cho nên ở đây mình sẽ chọn là gì? Cái này là cái mời nha. Đó. Này. Carte d'invitation. Được chưa? Cái phần thứ hai là tin nhắn này được viết cho. Được viết này. Được viết này để này đưa ra những tin tức, hay là mời mời đến dự một cái, tức là giới thiệu một cái đồ vật, hay là năn nỉ xin xỏ. Anh chị T là cầu xin đấy. Để dở cái thằng thằng này ra chút xíu nhé. Cái này là ở nhà bọn em phải nghiên cứu này, hôm giờ có học tiếng Pháp gì không? Ừ. Đã có vẫn học, công ty vẫn cho học nhưng mà Vẫn học này. ý là công ty vẫn cho học nhưng mà tụi em muốn muốn đi theo cái cách để mà thi á, luyện cái cách để mà thi như thế nào á để đi thi, còn công ty mới chỉ cho học giao tiếp thôi Ừ, như đây là vậy. anh chị T nhá. Anh chị T nhá, nhớ nhá. Là xui kích động.
khích động. Rồi ok, tiếp tục này. À, tức là xúi dục này, xúi người ta làm một cuộc du lịch hay là thông báo về cái địa chỉ mới. Vậy chứ mình ở đây là mình sẽ nói là mời đến dự nhá. Giới thiệu một cái đồ vật thì mình đánh câu B là đúng hơn. Thực ra là mình đọc cái này nhiều khi mà mình chỉ cần hiểu cái từ khóa của nó thôi để mà biết thôi, chứ không cần phải biết hết đâu nhé. Chứ bây giờ bọn em cứ ngồi mà dịch hết, mà đúng hết từng từ ấy, nó rất là mất tốn thời gian. Cho nên nhiều khi mình liếc qua là mình đánh được luôn, hiểu không? Này giống kiểu trắc nghiệm này, được chưa? Câu 6 này. À, cái lê la natura de ce document, tức là cái bản chất của cái tài liệu này là gì và cái ý định của cái tin nhắn là gì? Cây Puppet thì bị lạc vào ngày mùng 1 tháng 4. Nó thì màu đen. À, cái lông của nó thì gọi là không có dài lắm. Mi lông có nghĩa là nó ngắn ngắn đấy. Đấy. À, với một cái vệt, cái bớt ấy, cái vệt màu trắng ở trên cái mõm. Wizo là mõm. Nếu như bạn tìm thấy nó thì cái nó đây là mình thay cho cái Puppet đấy. Bởi vì con gái mà. Đấy, nhưng mà cái biết bú bé là cái gì không? Nếu đọc như thế này có hiểu không? Còn bú bé là cái gì không? Cảm ơn khi gọi cho chúng tôi vào số điện thoại này. Mình nó sẽ đọc là Diego Sid Van Tuyết Thong Tờ và Xoa Sang Đi Xếp Cắt Thừa Vanh. Thì con người làm sao mà nói cái mõm được đúng không? Thì chắc nhiên là chó rồi. Hiểu không? Chó mới có cái chữ video chứ đúng không? À, cái này, cái vợt, cái này lông, làm người làm gì có lông này. Lông nhá. Qua là lông, nguyên là mõm, pét đuôi là bị lạc, sơ pét khờ là bị lạc. Bị lạc, được chưa? Nó là bị động cho nên là nó được chia với thằng ether đấy nhá. Nó chia quá khứ nó được với ether. Vậy thì mình trả lời cái câu này là đây là một quảng cáo bất động, một quảng cáo, một cái thông báo quảng cáo hay là một cái từ thân mật dành cho bạn bè, hay là ý kiến, một cái ý kiến để tìm, một sáng kiến tìm, hay là một cái sự ghi chép nghề nghiệp liên quan đến nghề nghề nghiệp. À, thì ở đây là cũng chả phải quảng cáo đúng không, mà cũng chả phải là từ dành cho American. Thì ở đây là để mà tìm kiếm nhé, bởi vì những cái con chó này này nó bị thất lạc, cho nên là có cái từ này này mình sẽ biết là cơ sách sờ là mình sẽ đánh vô, bởi vì cái từ này từ khóa này, hiểu không? Từ và từ này bị lạc này, nó có cái lông này và mõm đúng không, thì mình sẽ biết là mình đánh vô đây. Còn cái câu này á, là ý định của cái tin nhắn là gì? Bán một con trao vật này, chả phải bán, tìm lại một con vật, hay là đưa ra Donny anh Naiman mua một cái con vật. Ồ khoan, để xem câu 6 này nó có vấn đề rồi nhé. Về tìm lại Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, thầy đánh lộn rồi. Nếu đánh lộn mình đánh bấm xóa chữ này đi nhá. Bấm ở đây xóa, sau đó mình đánh ở đây, mình bấm ở đây này. Mình bấm như cái bút này này. Đúng rồi, tìm lại đúng không? Mình gõ sai đấy, thầy gõ sai đấy, thầy biết liền mà. Đánh dấu nhân ở đây là được. Rồi sau đó mình bấm lưu là được, có gì đâu. Dễ mà. Đúng không? Hiểu không? Quý quý làm không? Ok. Đó, ví dụ bôi đen một Dạ, cái này, hiểu. một cái gì đó mình bấm ở đây. Mình bôi đen cái từ này. Mình bôi đen cái từ từ này. Đó là sau đó mình bấm lưu đó, rồi bôi đen cái từ này, cái mõm này, nói chung bôi đen chả cần trang được bởi vì mình đã nhớ được rồi, mõm này, được chưa? Sau đó mình lưu lại là được đó. Còn nếu mà mình bấm vào đây này, mình bấm vào comment, sau đó mình bấm vào cái try bờ ngoài là mình đưa con chuột cho đây là mình gõ được. Ví dụ gõ đây mình ấn chữ x là được, là cái gì đó, hiểu không? Hiểu hai vợ chồng? Hiểu chưa? Đấy, ok. Rồi, ok. Còn bấm lại trở lại bình thường thì mình bấm lại thôi. Mình bấm lại thì trở lại bình thường. Hoặc là mình bấm vô đây có cái nút bàn tay này, là trở lại bình thường. Rồi, ok. Tiếp tục nha. Vậy ở đây có mấy từ mới? Qua, video. Đúng không? Rồi, ok. Rồi có từ nào mới thì mình đánh ở trên này cho. Rồi, hai vợ chồng đã hiểu những cái từ ở đây hết chưa? Quý hiểu chưa? Hôm giờ có học được tiếng Pháp nhiều không trong một năm qua? Hả? Chả lẽ không không học không không khá hơn tí nào à? Hả? Cái anh Bạc Lê và Bạc Lê Phan Xê Bục Phu.
À, ok. Vậy vậy thì cái anh gì gì mà đi cùng rồi sao, có gặp không? Cái anh gì đó? Dạ ý tấm lại À thế à? gặp đó đang Nghe cũ ông đó ổn không? Ông đó ổn không? nghe nó cũng ổn À ok, cũng không gặp à. Đây, nghe ví nó dụ như cũng này. ổn. Bây giờ nhìn thì cái bài này, mình đọc bên này trước hoặc là mình cứ đọc cái này trước cũng được. Mình đọc trước rồi sau đó mình qua đây rồi mình đọc cũng được. Ví dụ như tài liệu này là cái gì, nghề nghiệp, trường học, về cá nhân, quảng cáo và cái mối quan hệ nào giữa bác Thăng và Lý, giáo viên, học sinh hay là anh chị em trai, chị em gái, anh em trai, chị em gái hay là chồng vợ hay là người bán hàng, khách hàng. Thì bây giờ mình mới đọc sang bên này, bác Thăng, em có thể mua cái đĩa cuối cùng của bác Lavillier cho cái ngày sinh nhật của chị gái của chúng ta. À, có cái chị gái của chúng ta này, em gái của chúng ta là biết là anh chị em rồi, đúng không? Ừ, trả lời cho tôi nhanh này, cái này là đâu phải là nghề nghiệp hay là trường học hay là quảng cáo, cái này là cá nhân, xong đúng không? Rất là nhanh gọn đúng không? Rồi, l'anniversaire petit, trả lời cho tôi nhanh, réponds-moi vite, really. Rồi really được viết cho, à cái này thêm câu nữa nữa này, mời sinh nhật này, chả có cái từ mời sinh nhật cả, đây là mua đồ sinh nhật đúng không, mua đồ sinh nhật nhá, mua chứ không phải mời nhá. Đấy, hay là yêu cầu một cái dịch vụ, một cái dịch vụ hay là gọi là một anh service đấy, kể lại một cái tin nhắn thông báo một sự kiện, thông báo một sự kiện không 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 đúng cái này, really đúng không, mời sinh nhật cũng chả phải mời mà cái này là yêu cầu đúng không, service. Cái chữ service đấy gọi là nhờ đấy, cái này mình dịch là nhờ cũng được, một sự hầu hạ đấy, nhờ vả. À, đây là dịch vụ thì nó hơi xa mà tí, nhưng mà mình dịch là dịch vụ cũng được, yêu cầu một cái dịch vụ, một cái sự nhờ vả, được chưa, hiểu không? Đấy, một cái sự gọi là, để thầy cho em nói, đúng rồi đấy, chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ ta tiếp tục nhé. Vậy thì mình đánh cái nào là đúng nhất, nếu mà mình không biết cái này đi thì mình loại bỏ những cái kia trước, sau đó mình chừa lại những cái nào mà chắc chắn đúng không, thì mình đánh thôi. Ví dụ như ở đây là mời sinh nhật chả đúng này, mua đồ mà sao mời được, kể lại một tin nhắn cũng chả phải này, thông báo một sự kiện này cũng chả phải này, đúng không? Vậy là cái đúng nhất ở đây là gì, yêu cầu một cái sự dịch vụ, có nghĩa yêu cầu đứa này đi mua cái kia, người ta gọi là demand day này, bạn có thể này, được chưa? Rồi còn Niveau 2 đó là Niveau 0 và Niveau 1 nhé. Niveau 2 thì nó hơi khó hơn một tí. Cái biển quảng cáo này, Sanagesa à là được dành cho, được gửi cho những cái người đó, người đó muốn, bây giờ muốn này gặp gỡ những người khác, hay là mua một ngôi nhà cũ, hay là thuê một cái nơi cho kỳ nghỉ, hay là tìm ra một cái công việc ở nông thôn. Và cái thông tin nào trong những thông tin dưới đây, Laken để information là thông tin nó thay cho cái thằng information giống cái của những thông tin sau đây thì không được nêu. Mentione là được nêu nhá, được chưa? Ok không? Không được nêu. Ví dụ cái diện tích này, trong này có diện tích này, có diện tích không? Có diện tích không? 600 mét vuông này là có được nêu. Vùng này, vùng ở đây là ví dụ như cái này mã số này này, từ 12 đến 10 đến 12 người ở trên một cái domain, một cái vùng 100 hecta tuyệt vời mà ngự trị có gồm 600 mét vuông, nó rất là gọi là đẹp ấy, đồ đạc nó rất là đẹp, này cho thuê thôi mà, tức là một cái khu khu nhà đó là khoảng 100 mét vuông ấy, ở ở nơi cái khu đất là 100 hecta, có đồ đạc nó đã trang bị rất là ok rồi, đẹp, cách 10 km ở vùng phía nam của vùng E Phu Văn Sở, là giá từ đây đến đây là 1 tuần, xem em là tuần nhé. Đây. Đây, vậy thì ở đây vùng có luôn này, vùng này đây, thấy cái chữ này không, diện tích này, thấy không, các giá cả này, thấy không, thấy giá không? Vậy là cái này hoạt động đâu có ghi đâu, người ta hỏi là cái nào là cái mà không được nêu ra, hiểu không? Có hiểu câu hỏi này không hai vợ chồng? Ừ, cái, nếu mà đọc sai câu hỏi là làm sai này nhá. Đọc sai câu hỏi là làm sai. Người ta hỏi là cái thông tin nào của những thông tin sau đây thì không được nêu. Ừ, mà diện tích này có này, vùng có này,
giá cả có này, chỉ có cái hoạt động mà chưa có mình đánh vô. Còn ở đây người ta hỏi là cái biển quảng cáo nhỏ này được dành cho những cái người đó, mà những cái người đó muốn này gặp gỡ những người khác không có, mua một ngôi nhà cũ cũng không phải luôn, không phải mua, mua làm gì có cái từ này, một tuần thuê một cái nơi cho kỳ nghỉ này đúng này, tìm một cái công việc ở nông thôn không có. Vậy thì mình sẽ đánh câu này và câu này được chưa? Nhưng mà giả sử mai vợ chồng đọc mấy cái câu hỏi này có hiểu không? Nếu mà thầy chưa có chị Saragatsa là được gửi nhé. Nếu mà đi thi mấy cái này mà không hiểu là không làm được bài đâu, chắc chắn luôn nhé, chắc chắn luôn. Ok, đây là bài, ok, bài tiếp theo đó là bài câu 9. Cái tài liệu này là phe la promotion là được ưu đãi đấy, promotion nhé, giảm Xong giá. có nghĩa là Ok, gọi là biện pháp đẩy mạnh bán hàng ấy. Còn nếu mà nghĩa khác thì nó là gọi là thăng chức, nhưng mà đây là toàn đồ bán hàng. Các em phải nhớ cái từ này, cái từ phô căng tả là cái đồ mà đồ đồ cũ ấy đấy. Cái từ này là từ khóa của cái bài này. Nếu mà không biết từ này thì mình làm sai, hiểu không? Nhưng mà cái từ đầu tiên nó cho từ nhìn ở đây này, gọi là nghề buôn đồ cũ, cửa hàng buôn bán đồ cũ, phô căng rồi đấy. Tại sao lại cái từ này rất là quan trọng? Bởi vì lát nó liên quan đến những cái câu hỏi đây. Rồi, Vịt Garnier của này, đây là tên riêng của từ thứ bảy, ngày 18 tháng 6, từ 7 giờ đến 19 giờ, quảng trường đây ở Lyon, quận 4 của Lyon. Cái này là liên quan đến nghề nghiệp và particulier là đặc biệt, 5 euro 1 mét trên một ngày, đặt chỗ đây, cửa cổng vào là miễn phí, đồ uống tươi, rồi là guest, tức là có cái chỗ mà nhà hàng luôn, chỗ mình ăn uống luôn. Ebon Umer có nghĩa là một cái nơi rất là thoải mái ấy, không khí vui vẻ, được tổ chức bởi cái người này. Địa chỉ đây. Bây giờ người ta hỏi là cái tài liệu này nó là loại gì. Đây là từ một cái lễ hội của trường học, chả bao giờ có liên quan đến trường học, mình bỏ. Hay là mở cửa một cái nhà hàng, nó không có liên quan đến mở cửa nhà hàng, bởi vì có cái từ bán đồ cũ ở đây. Đó. Hay là cuộc họp của một hiệp hội, không có. Còn cái này là một sự kiện công quần chúng nhé, mình đánh cái này hơn, một sự kiện quần chúng, bởi vì nó được mở cửa mà, miễn phí mà, thấy không này đấy. Cho nên và cái chữ này bán đồ cũ này, và cái tài liệu này được gửi cho những cái người đó mong muốn, số S là mong muốn thứ nhất là mở một cái thương mại buôn bán, cũng không phải luôn. Thứ hai nữa là dọn đến ở Lyon, không không phải là dọn đến ở. Hay là liên kết với một hiệp hội về về con người, cũng không phải luôn. Nhưng mà ở đây là trưng bày những đồ cũ, bởi vì cái từ này nó liên quan đến đồ cũ này, liên quan này thì mình đánh vô, đúng không này? Exposé trưng bày những cái đồ cũ này đây. Tại sao là cái từ này quan trọng? Bởi vì mình nếu mà mình không biết cái từ này thì mình chả bao giờ chọn được cái từ này, được chưa? Thế thì câu 3, còn câu 3 nữa là mục tiêu. Cái objective document, mục tiêu của cái tài liệu này là gì? Tuyển lựa nhân sự, dự báo, báo trước cho những người dân, hay là đề nghị một cái phục vụ, một cái dịch vụ, hay là làm một cái việc đặt chỗ. Vậy thì các em ở đây nếu mà đánh vô thì mình, ví dụ tuyển lựa nhân sự thì không phải này, đề nghị một cái phục vụ, một cái dịch vụ cũng không phải luôn này, đặt chỗ cũng chả phải này. Đấy, thì bây giờ ở đây là mình sẽ đúng hơn, cái này là báo trước này, dự báo này cho những người dân đó trước này, cho người dân trước, tức là khi gọi là một cái biển áp phích quảng cáo mà để báo trước cho những người dân đó này, được chưa? Đấy, bán đồ cũ này ở đây 5 euro 1 mét, giống kiểu là cái này là giống kiểu là hai vợ chồng có cái món đồ cũ gì đấy muốn nên bán này, thì mình phải đăng ký. Và mình đăng ký nó là khoảng 5 euro 1 mét vuông và một ngày. Nếu mình muốn muốn nó là, ví dụ mình muốn cái gian hàng để mình bán đồ cũ ấy, là mình phải thuê 2 mét thì là 10 euro. Một ngày là mình phải trả là 5 euro nếu mà mình thuê 1 mét. Hiểu không? Tức là đồ đây là mình sẽ bán đồ cũ mà liên quan đến những cái này. Đấy. Và ở đây là mình bán đồ ấy, mình đến mình đăng ký mình bán đồ ở đây. Giống kiểu là mình đến thuê cái chỗ mình bán này.
Hiểu không? Hiểu chưa? Đây, 5 euro một mét với một ngày. Đây là cái chỗ này này. Bán đồ cũ này. Ví dụ là bọn em có cái đồ gì mà bán ấy, để đưa đến đó để đăng ký để bán. Nhưng mà bọn em phải trả phí là, nếu mà đăng ký một cái gian hàng đó thì một mét là 5 euro và một ngày là 5 euro. 10 ngày nhân lên. Đặt chỗ này. Gọi điện đến là bạn ơi hôm đó tôi muốn đặt một cái gian hàng bán đồ cũ đó nhá, bạn cho tôi đăng ký với. Thì mình đọc tên địa chỉ đó rồi đưa cặp bao nhiêu đó thì mình đến mình bán hàng. Chứ bây giờ mình bán mình không làm quảng cáo thì ai biết mình bán, đúng không? Mình phải đến một cái địa điểm đó mình bán. Rồi ở đây có nhiều từ không hai vợ chồng? Đa số đọc những cái từ này hiểu không quý? Hiểu chứ, À ok. hiểu thế. Và vấn đề là chỉ có mình học được giao tiếp thôi. Đấy, từ vựng cũng rất là dễ mà. Mấy cái này học hết rồi. Mấy cái này học hết rồi. Hiểu chưa? Đâu đâu? Vợ muốn nói gì? Thí dụ như mà mình không, hồi nãy này nói á, thí dụ như mà mình không có biết á, thì mình không được đám dâu đúng không? Chứ nếu mà đám dâu là trừ điểm đúng không? Không, mình phải bôi đen hết. Để không Đen không hết. bôi đen hết để em hỏi lại cái ông thi hôm trước thì có phải đúng như thầy nói không, bởi vì nếu mà đúng như như hướng dẫn ở trong đó là bọn em nếu như đánh ấy là đánh sai nó bị trừ điểm ấy, chẳng thà là bôi đen hết bỏ qua thì được không điểm, và cái nào chắc thì hãy đánh nhá, nhưng mà cũng không được bỏ trống bọn em ạ. À, phải bôi đen hết, giả sử mình bỏ thì mình phải bôi đen hết giống như cái gái hồi nãy ấy, nhớ không? Tức là mình phải đánh ở phía trên trước, mình đánh ở trên trước, lát rồi mình lỡ sai mình phải sửa lại phía dưới, chứ đừng bao giờ đánh ở cái dưới, đánh ở dưới trước nhá, đề phòng mình sai rồi mình không được gạch, mình lỡ sai rồi mình không được gạch, mình không được xóa. Ủa, nhưng mà thí dụ như là cái câu số 2 này, dự em chọn số 1 xong cái thể sang quay lại cái À C đó không, thì em làm sao? thực ra là câu C sao em, ở đây là mình không phải À, đánh cái vô này nó là đây, trên máy. cái này là cái máy, nhưng mà ý là cái có cái phần mà đánh câu đáp án có cái tờ khác, hiểu không? Dạ. Còn cái này là thầy làm cho bọn em nhớ thôi, Dạ. còn còn nếu mà đánh vô cái phần kia là đáp án để mình đối chiếu cho mình đánh em. À, mình đánh giống kiểu mình đi Yeah. thi, Như đánh cho mình cái này đánh ở trên máy tính này, giống kiểu dạng nghệ ở trên máy tính mà thi trên máy tính, mà máy tính chỉ cần cụp phát là nó vô đây, nhưng mà đa số mình chọn ở phía trên, sau đó nếu mà lỡ sai mình chọn phía dưới. Còn cái này là chẳng qua là cái tờ giấy mình nhìn vô để mình đối chiếu thôi nhá. Đấy, giống tại cái này nó thi ở trên máy tính nhá, mà không biết có đúng không, cái ông phải thi trên máy tính Vâng. không đấy, giống như kiểu là đi thi bằng lái ấy, lái xe hơi ấy đấy. Rồi ok, đây là cái này là prevenir nhá, này tuyển lựa này. Rồi ok, còn cái câu 10, câu 10 là đờ là từ, nhận là từ này, à là tới, chủ đề này, nếu như bạn muốn gặp tôi thì đang ở gallery, cái phòng trưng bày là ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 từ 14 giờ đến 19 giờ, và ngày mùng 8 thì cho tới 10, 16 giờ, còn từ mùng 4, mùng 5 đến mùng 7 cho đến là đến 19 giờ, nhưng mà riêng cái ngày mùng 8 ấy là đến 16 giờ. Sau đó tôi quay lại, tôi khởi hành lại đến cái tỉnh của tôi, và những cái người bạn gái của tôi sẽ đảm nhận cái này gọi là permanence, là đảm nhận cái tiếp tục ấy. À, cũng là có nghĩa là cái thường xuyên ấy, cái liên tục ấy, có nghĩa là thay ấy, thay ấy, mình vắng mặt ấy thì những người bạn của tôi sẽ thay đó, sẽ đảm nhận cái sự liên tục này, tức là ở cái gallery đó đấy. À, tôi sẽ ở đó tại cái Vernissage rồi là cái này, là để tôi xem lại từ này nhé, từ này có mấy nghĩa đây, gọi là cái buổi Verni, tức là buổi tiếp trước lúc khai mạc triển lãm tranh nha. Còn nếu mà bình thường nó là đánh Verni nhá, nhưng ở đây mình không dịch đánh Verni đấy, bọn em hiểu không, gọi là hội họa. Buổi Verni có nghĩa là buổi tiếp trước lúc khai mạc triển lãm tranh, hiểu không? Thì người ta gọi là Vernissage rồi. Tất nhiên tôi sẽ tiếp các bạn trước, đúng không? Trước khi mà có cuộc triển lãm thì tôi sẽ dành ra một buổi để tiếp các bạn trước. À, tôi sẽ rất là vui khi gặp được lại các bạn. À, nụ hôn đầy ấy, tức là hôn bạn ấy, Vecchini. Thì cái tài liệu này được dành
là một cái quảng cáo, một cái biển quảng cáo nhá, annoncer publicitaire, hay là một cái sự ghi chép dịch vụ, hay là một một cái bức thư, đây thư gì nữa, thư American là tình bạn, hay là một bức thư hành chánh. Bức thư hành chánh thì cũng không phải luôn. Vậy là mình sẽ chọn là Kugen American, bởi vì Kugen đây là báo nha, gọi là thư từ nhá. Kugen là thư từ dành cho các người, những người bạn của mình. Đấy. Được chưa? Nhiều người nhá. Rồi, ở đây là Virginie này viết cái tin nhắn này cho, tức là để chỉ ra cái ngày mà cô ấy tới, hay là dự báo những giờ và sự có mặt của cô ta. Báo trước cái giờ và sự có mặt của cô ta này, đúng luôn. Đưa ra những cái giờ mở cửa của gallery, hay là thông báo cái ngày của cái buổi gặp. Đấy, buổi gặp trước khi mà gọi là trưng bày ấy. Thì ở đây mình sẽ chọn cái câu B là prévenir des horaires de sa présence đây. Đấy. Tức là mình báo trước là những ngày đó tôi đang ở đó, nhưng mà đến ngày mùng 8 thì tôi chỉ ở đến 16 giờ thôi. Nếu mà các bạn muốn gặp tôi thì các bạn cứ xem những cái giờ này, đúng không? Tránh những cái giờ này và giờ này. Sau đó rồi tôi quay lại. Đó. Nhưng mà nếu mà tôi không ở đó ấy, thì tôi sẽ có những người bạn ở tôi ở đó. Tất nhiên là tôi sẽ tiếp các bạn, đúng không? Ở tại cái buổi Vernissage rồi đây. Đấy. Vernissage giờ đây này. Buổi tiếp trước lúc khai mạc triển lãm tranh. Đúng không? Nhiều từ vựng nha, cái này là liên quan đến bức thư hành chánh nhé. Administrative là tính từ bổ ngữ cho letter. American cũng là tính từ bổ ngữ cho cogien. American là thuộc về tình bạn. Còn publicitaire là thuộc về quảng cáo. Nếu mà danh từ của nó là publicité, annonce là danh từ. Cái này bổ ngữ cho thằng này. Đa số là tính từ bổ ngữ chứ danh từ đứng sau danh từ. Nếu mà không phải nghĩa đẹp, xấu, lớn, bé, to, nhỏ, già, trẻ, cái này biết rồi. Còn đây là tương lai đơn nhé. Của động từ avoir. Tương lai đơn của động từ être, tương lai đơn của động từ agir, đúng không? Nhóm một nhóm hai để nguyên, cho nó cộng đôi avoir này biết hết rồi. Blank là bây giờ là rồi, ok. Tiếp theo là cái tin nhắn này được gửi cho ai? À, qui s'adresse ce message cho những cái người mà trưng bày khác, hay là cho tất cả những cái khách viếng thăm trong tương lai, đấy, hay là dành cho những người bạn, hay là dành cho giám đốc của gallery. Vậy là mình sẽ chọn câu C đúng không? À đây Jamie. Được chưa? Và tất cả đây thì đều có đáp án ở đây hết nha. Này. Hãy chỉ cho. Gõ bọn em gõ cái file này này. Cái file này là file đáp án này. Mình sẽ bật lên. Sau đó mình sẽ gõ trang 16 trở đi, được chưa? Còn nếu mà cái trang trên cùng ấy là mình phần nghe. Mình nghe, hiểu không? Đây mình nghe này. Nghe từ activity 43 là phần nghe. Còn trước đó là phần phần đọc hiểu, đến activity 42 là phần đọc hiểu. Rồi 43 thì mình nghe ở đây, cho đó mình học từ vựng thôi. Để lát nữa thầy chỉ cho bọn em về nhà nghe, và những cái từ thầy đã lưu ở đây thì nó mới. Nó rất là mới nhá. Đây, còn những cái từ khác thì coi như không cần thiết. Nếu mà bọn em không biết ấy thì thầy sẽ giải thích sau. Nhưng mà những cái từ mà thầy đánh vô đây này là cần phải học thêm. Này thầy đã nghe được đến đến cái phần mà bảy bảy mấy rồi đấy. Này thầy đã chuẩn bị cho bọn em đến phần bảy mấy rồi. Nói chung là 75 rồi nhá. Thầy đã đến đây rồi này. Được chưa? Đấy. Tại vì dạy cái gì cũng phải chuẩn bị trước mà. Rồi ok, đó là cái nhá. Còn bây giờ ta qua lại bên đây là trang trang 16 nhé bạn em. Nó bắt đầu từ trang 16 này. Này bạn em đây, comprehension này, comprehension này, niveau 0 này. Còn sách A này, B này. Đấy, ABC đây. Sách A này. Đấy, rồi là sách chung A đó. Phần niveau 1, niveau 0, niveau 1. Phần niveau 2. Đấy. Niveau 2 thì ta đang ở cái câu này. Ta đang ở cái câu nào nhỉ? Câu 10 đúng không? Đúng rồi, câu 10. Câu 10 này xong rồi nhá. Câu 10 này là vậy là mình đánh vô đây được chưa? Có từ nào không biết không? Hiểu hết chưa? Hiểu hết chưa quý ơi? Thế hai vợ chồng dạo này hai vợ chồng ai khá hơn? Tiếng Pháp ai khá hơn? Hả?
Hàng nhau hết rồi. Nhưng mà nói thì bữa nào thì gửi cho mấy cái tài liệu mà dùng để luyện nói. Hôm trước là bọn em biết có chưa, chứ bây giờ cứ học lung tung là khó lắm nha. Tại vì tài liệu nhiều đấy, cuối cùng lung tung ấy, nó không đến đâu cả. Để lát nữa thầy sẽ hoặc là buổi sau thầy gom lại thầy gửi cho. Thầy gửi cho bọn em những cái tài liệu nào mà nói với phỏng vấn, có mấy cái tài liệu bây giờ thầy nhiều lắm. Nói chung bọn em chỉ cần ngồi nhà cày thôi. Chứ thực ra là thầy chỉ có giúp được là 30 đến 40% thôi. Thầy là hỗ trợ thôi, nhưng mà bọn em phải tự tự học tự ấy hết nhá, chứ đừng có chờ thầy. Bọn em phải tự hết chứ, bây giờ mà thầy mà giải thích hết như thế này bọn em lại không có cần học nữa rồi, thế nên là phải tự mình học nữa nhá. Thầy chỉ là bổ trợ thôi. Ừ rồi, ok ha, thì có thầy vô thì nó nhanh hơn thôi, chứ thực ra là bọn em phải cày đấy. Thế tụi kia em thấy không, tụi kia nó học thầy là từ thứ hai đến đến thứ bảy luôn đấy, tiền đồng ghê không. Nó học còn cái nhỏ kia là học 2 tiếng rảnh mà nó bị covid mà covid nó ở nhà nó rảnh ấy. Thì còn cái đứa kia là có gia đình rồi, nhưng mà nó có con nhỏ thì nó học buổi tối, nó là từ thứ hai đến thứ thứ sáu nó học 1 tiếng rưỡi. Còn cái đứa mà buổi sáng ấy là học từ thứ ba đến thứ bảy là cái nhỏ nó 2 tiếng, nhỏ nó 2 tiếng. Nhỏ nó cách đây là mấy năm rồi, nó đang ở Việt Nam nó về này. Hai đứa đó là nó ở bên Mỹ 3 năm rồi, sau đó nó sang bên Montreal ấy. Tại vì biết sao không? Tiếng Anh nó cạnh tranh nó không được, cho nên nó phải chuyển qua tiếng Pháp đấy mà. Tiếng Anh nó bảo nộp hồ sơ cái là 40.000 hồ sơ nộp hết mà trong cái có mấy ấy. Còn tiếng Pháp thì nó không có thời hạn đúng không? Có chỉ có trình độ cái là nộp cho luôn. Đúng không? À, tiếng tiếng Pháp thì nó không có bị cạnh tranh nhiều. Câu 11. Câu 11. Bây giờ như thế này, bên này này. Là cu danh thì biết rồi đúng không? Bà con gọi là anh em bà con chú bác ấy. Thân mến, nghệ thuật, ok rồi. Chúng tôi nghĩ, tức là rất là nghĩ tới bạn, tức là chúng tôi nhớ bạn đây, nghĩ tới bạn ở dưới ánh nắng mặt trời từ vùng Martinique cả. Này là tụi này nó đang đi nghỉ ở tại Martinique cả. Bàn chân thì được đặt ở trong cái nước, nghĩa là nước nó ngâm ngâm nước ấy, chân nó ngâm nước là cái thuốc qua rồi là màu 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 xanh, gọi là màu màu gì nhỉ, màu màu xanh ấy, của biển này, của nước ấy, gọi là qua giờ đây trà luôn đi, màu màu lam, đúng rồi, màu ngọc lam. Ừ, thuốc qua giờ màu ngọc lam cái biển này là hồ bơi ấy. Và một cái ly tip panh, có nghĩa là một cái ly rượu ấy, ở tay, chả cần phải viết là rượu gì, có thể nó là một ly rượu, rượu vang, rượu gì là ở bàn tay hôn bạn. Ở đây còn là trên bà Trương Hungry số 17 đường Múp Lê, nhìn ở đây này, nói là một cái gì biết rồi đúng không, một cái gì biết không, một cái cạc bưu thiếp rồi, nó chắc chắn luôn. Dân Pháp thì nó hay đi đâu nó có cái cạc bưu thiếp này, chắc chắn ở đây luôn, chả cần phải đọc mấy cái này cũng biết nó là cạc bưu thiếp rồi. Và cái tay cái để giải thích trên này nốt nhá, một cái sự ghi chép du lịch không phải, một cái thông báo gọi là kết hôn cũng không phải luôn, hay là một cái quảng cáo, một cái thông báo quảng cáo cũng không phải. Vậy là cái cặp cuối tiếp nhé. Câu hai này này, cái tin nhắn này được dành cho ai? Đó là dành cho gia đình, dành gia đình hay là dành cho những người bạn, không phải này, dành cho khách hàng không phải này, dành cho đồng nghiệp không phải, bởi vì cu danh mà. Nhìn này, cu danh là mình biết là family rồi, hiểu chưa? Câu ba này, cái tin nhắn này được viết cho mời du lịch không phải mời, đưa ra những tin tức, đúng luôn, đưa ra tin tức, gửi những lời chúc mừng hay là đưa ra cái địa chỉ, không phải, đưa ra địa chỉ chúc mừng không phải luôn. Này có nghĩa là gửi những lời chúc không phải, mời chuyến du lịch không phải, mà đưa ra những tin tức, ý là thông báo với người ta là mình đang đi du lịch ở đây này. Nè, chúng tôi vẫn nhớ về bạn này, các bạn đang làm gì vậy, chúng tôi đang du lịch ở đây nhá. Đấy, cần gì liên hệ thì cứ gọi điện đến, bởi vì chúng tôi không ở nhà đâu, chúng tôi đang du lịch ở đây. Thì nhìn vô đây là mình biết nó là các postan rồi. Ok chưa? Hai chồng hiểu không? Hiểu. Rồi, cái mấy câu rồi? Câu 11 rồi. Câu 11 rồi, bây giờ ta sang câu 12. Câu 12 là phần sách chung B rồi đấy. Nó khó hơn một tí. Level 2 ấy. Level 01. 01 rồi, bây giờ không hiểu ra mà cái sách này là có level 0 mới ghê chứ. Không thì người ta cũng biết ghi làm gì nữa. Ok. Level 02. Cái này này, cái này là một cái biểu đồ nhá.
9,5 triệu trả bằng séc, tối đa là 594 euro. Rất là nhiều, 9,5%. Toàn bộ cái này là có 29, gần 30 triệu người này trả này. Đấy, được hoàn thành, được thực hiện nhé. Effectue là được thực hiện mỗi ngày. Toàn bộ cái này là gần 30 triệu. Còn đây có 9,5 triệu là trả bằng cái này. Còn ở đây là 10,02 triệu trả bằng thẻ ngân hàng. Tối đa của nó là mệnh giá là trung bình là khoảng, đây chính trung bình là 46 euro. Có 4.630 người trong cái tổng số 30 triệu này này. Đó, là trả bằng điện thoại. Tức là thanh toán bằng điện thoại. Telepayment. Cao nhất là gồm 68.868 euro. Ở đây là có 29.293.150 là gọi là trả bằng gọi là tín phiếu thương mại ấy. Đây. Cái từ này hôm qua thì thầy cũng đã có đây này. Thương phiếu. Bọn em ghi vô nhé, SFD Commercial. Một cái loại mà giống kiểu là giống kiểu là chứng khoán rồi ấy, trả bằng cổ phiếu ấy, đúng không? SFD Commercial là thương phiếu. Rồi. Là rồi còn đây là 389.041 là trả bằng tức là trả bằng nhà băng nhưng mà lại thông qua một cái nhà băng khác. Hiểu không? Nó không phải cùng nhà băng. Nó trả theo nhà băng mà thông qua một cái nhà băng thứ ba. Gọi là anh Tech Băng Ke hả? Là tiếp theo các gọi pay măng có 4,34 triệu là bằng gọi là chích. Có nghĩa là giống kiểu là bọn em có một cái thẻ ngân hàng ở trong cái điện thoại đó. Tức là đến cái kỳ thanh toán ấy, nó tự chích cái phần của mình ở trong tiền bên kia, nó trả cho hóa đơn. Người ta gọi là phần chích, hiểu không? Chích ra. Giống kiểu là bọn em thuê nhà bao nhiêu nhiêu đó. À, bọn em đăng ký cái phần chích có nghĩa là bọn em không cần phải trả. Mỗi tháng nó chích ra lấy cái tiền ở trong cái visa của mình ấy. Nó chích, nó trả tiền điện, tiền nước, tiền đấy mà mình không cần phải làm gì hết. Thì nó chích trừ ra. Người ta gọi là pre-level măng. Được chưa? Có hiểu chứ chích không quý ơi? Hiểu, cái đấy là automatic ấy. À, đúng rồi, nó chích ra cho mình, nó tự chích luôn. Mình đăng ký, mình không phải thao tác trên điện thoại thế đấy mà mình đăng ký rồi. Mình đăng ký là sẵn này, bây giờ chỉ có trừ thôi. Thì mình chỉ cần nộp tiền cho cái thằng ví của mình thôi. Ví dụ thằng visa của mình có sẵn tiền. Đến cái lúc đó hoặc là cái lúc mình chưa có tiền á, thì mình đến cái lúc mình có tiền là nó chích ra. Nó trừ ra hóa đơn điện, hóa đơn gì gì đó. À, người ta gọi là pre-level măng. Còn cái thằng này là chuyển khoản nhé. Vigor măng là chuyển khoản. Đấy, có mấy cái thuật ngữ này là bạn em phải biết. Nói chung là cũng dễ thôi, chứ không có gì khó đâu, chỉ cần đọc hiểu mấy cái này thôi. Mấy cái này liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Bởi vì cái thằng mà TOF này này, nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình. Những cái gì mà nó hiện hữu ấy. Chứ còn thằng TSF thì nó là thiên về cái dành cho những cái người khác hơn. Còn thằng này thì nó dành cho những người đi làm. Hiểu không? Giống kiểu là gọi là bên tiếng Anh thương mại ấy, gọi là đấy đấy. Cái câu hỏi này, cái tài liệu này là nó giới thiệu là tỷ giá euro của toàn bộ cái tổng số tiền tiêu xài hàng ngày hay là cái phương tiện trả được sử dụng tại Pháp, mình đánh vô đây đúng, hay là cái giá trung bình của cái dịch vụ nhà băng, hay là cái tỷ giá được rút, Goethe là rút, được thực hiện hàng ngày, tỷ giá rút, cái mệnh giá đấy, mệnh giá, mong tăng là mệnh giá. Vậy thì mình sẽ chọn câu đầu tiên, câu thứ hai. Đó là những cái phương tiện trả, chi trả được sử dụng tại Pháp. Les moyens de paiement utilisés en France. Theo những cái theo cái biểu đồ này, graphic này, thì cái số trả được thực hiện, số chi trả được thực hiện hàng ngày thì khoảng là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 30 triệu. Mình đánh vô, bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn vô cái số này này. Đúng không? Nhiều người cứ lo đọc cái này này, chả thấy số 30 đâu cả, không biết, đúng không? Đấy, đấy. Bữa em coi, em tìm, em trả lại, em chưa hiểu cái này đâu. À, thế bây giờ thì, ừ, đấy, 30 triệu này, đấy. Thế nhiều khi đọc hoài, chả thấy 30 đâu cả, mà sao nó làm 30 ở đâu ra, đấy. Cái này gần 30 gì nữa. Rồi, câu 3, cái tài liệu này, cái biểu đồ này,
chỉ ra rằng, chứng minh rằng những người Pháp, để thầy dạy dặn cái thằng con trai nó làm ồn. Rồi ok. Bây giờ con trai của thầy bây giờ nó to hơn thầy rồi em ơi. Nó bự lắm rồi, lớp 6 mà bự rồi. To nhất nhà, con gái thì nó to như cao nhưng mà không bằng con trai. Ok, con của bọn em khỏe không? Hả? Khỏe. Ừ, ông bà Khỏe. Ông bà như thế nào? Ông bà nội ngoại sao, khỏe không? Dạ, vẫn khỏe mạnh. Ok, vậy là tốt rồi, tại vì nó đang Covid, Covid bên nó có bị ảnh hưởng không? Hả? À, ok. Không, có thể là đây là Covid, Covid của thầy thì đôi khi nó là một cái cơ hội cho mình ấy. Thầy vừa rồi Covid nhưng mà thầy cũng làm được rất là nhiều việc ấy. Người ta gọi là biến cố ấy, mình sẽ cố gắng hơn. Covid vừa rồi nó rất là có lợi cho mình ấy. Các bọn em phải tận dụng đi, ví dụ như Covid này thì nó ưu tiên cho những cái người đây hơn này, đúng không? Thế nên phải ráng đi nhá. Ráng lấy được PA thì nó tốt hơn. Thế thì hợp đồng nó như thế nào rồi, có gần hết chưa? Bọn em có gì thay đổi không? Chỉ là hợp đồng lao động ấy, bọn em ấy. Không hợp đồng thì hết thì người ta gia hạn được mà. Được đúng không? Nó thấy ổn đúng không? Ừ. Tức là khi mà chọn cái con đường này thì bọn em thấy ok đúng không? Không gì sai đúng không? Cảm thấy có đúng không? Ok. Cái biểu đồ này là nó chứng minh rằng là những người Pháp là trả bằng séc cho những cái gọi là những cái mệnh giá thấp nhất. Không có, thấp nhất không đúng. Hay là thực hiện, effectuate là thực hiện những cái việc chuyển khoản kể từ 1.000 euro, chỉ là 1.000 euro thôi, cũng không phải luôn. Hay là những người Pháp này làm những cái thao tác, tức là manh đờ đấy, ít hơn đấy, manh cờ đấy là ít nhé. Tức là làm cái thao tác chuyển khoản ít hơn là cái trích, cái sự trích. Có đúng hay không? Hay là những người Pháp này sử dụng cái thẻ nhà băng cho những cái khoản nhỏ, cho những cái gọi là cái tổng số tiền gọi là la petite somme, là một cái số tiền nhỏ ấy, thì mình đánh vô đúng nhá, bởi vì là có 30 triệu thôi. Tính trung bình là 30 triệu thôi, đâu có phải là tính cả thẻ đâu đây. Thì thường thường là nó trên mình sẽ chọn cái câu này. Cái câu này có thể câu cuối nó hơi khó đấy nhỉ, đúng không? Ừ? Câu cuối nó gần gần như nhau. Cái biểu đồ này chứng minh rằng là đầu tiên là trả bằng séc cho những cái mệnh giá thấp nhất, hay là thực hiện những cái việc chuyển khoản từ 1.000 euro, cái này không có này. Hay là làm manh cờ, bọn em thấy manh cờ không? So sánh danh từ này, so sánh d'obligation de vivre so với prélèvement, đây là trích, hay là thao tác chuyển khoản. Tức là người ta nói là có phải là những người Pháp này làm cái thao tác chuyển khoản ít hơn là cái trích hay không? Cái này cũng không phải luôn. Đây. Đây là chuyển khoản này, trích này. Đây, trích này. Vậy thằng nào lớn hơn? 46 lớn hơn này. Đúng rồi. Mà đây có đúng không? Đây 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 thằng này nó bảo là lại chuyển khoản lại ít hơn. Chuyển khoản nhiều hơn mà đúng không? Này. 46 triệu này so với 4,36 triệu mà 34 triệu thì cái thằng này lớn hơn chứ. Đúng không? Mình cho này lại. Đấy. Thằng này chuyển khoản thì nó vẫn nhiều hơn cái trích. Tức là tự mình chuyển khoản chứ không phải là chờ người ta trích. Mình chủ động hơn. Thế cho nên là cái câu này là không đúng. Và cái câu này cũng chả có. Mà trả bằng tấm cash check cho cái mệnh giá thấp nhất cũng không phải luôn. Vậy là mình sẽ chọn câu này, sử dụng cái card băng ke này cho những cái khoản chi tiêu nhỏ. Đấy, ít. Câu 13. Câu 13 là so sánh theo euro bởi lít. Đây là lít nha. Giá nhá, giá nhá của cái chai 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 bu tơi và chai ga gazo, gazo là không biết là một cái loại gazo là một cái loại tên của cái nước gì đây. Giá cả nhá. Ví dụ như đây là ở Brazil, đây là thành phố nhá. Thành phố. Còn đây là nước. Đất nước. Ở đây nó câu hỏi của nó là cái câu nào tóm tắt tốt nhất cho cái tài liệu này. Giá thì bắc tu, tức là giá thì ở khắp mọi nơi cũng bằng ngang ngửa với thằng gazo, gazo là
đâu có bằng đâu. Thằng này nó luôn luôn thấp hơn mà. Đâu đâu để coi nào. Cái thằng bên này này nó luôn luôn lớn hơn bên này. Nhìn đi. Giá cả bên này nó luôn luôn lớn hơn, đâu có bằng nhau đâu. Được chưa? Đây là có hai loại này, một loại cái chai này, một loại gazole này. Thì bên này là giá này. Còn bên này là đây. Thì thằng này nó luôn luôn cao hơn bên này, chỉ có đoạn đầu là thằng này nó thấp hơn thôi. Còn lại những nước sau thì nó cao hơn này, thấy không? Thằng này 1 so với cái thằng này, 0,4 cho với thằng này, 0,45, 0,3. Nó luôn luôn lớn hơn. Vậy thì câu này không đúng nhá. Oxy cờ này bạn đã thấy không? Oxy cờ là ngang bằng, đúng không? So sánh tính từ ở giữa, so sánh cái thằng lô và so sánh gì? Gazo là. Rồi, câu tiếp theo là nước nói chung thì nó kém mắc hơn, nó ít ít mắc hơn, đúng rồi, cái này đúng này. Nước bên này rẻ hơn này. Nhìn đi. Đúng không? Đa số là rẻ hơn cái thằng này. Rồi tiếp tục nha. Vậy thì mình sẽ đánh như đây. Nước thì nó xa hơn cho cái giá, nó xa hơn với cái này. Để thầy xem cái chữ ga ga tháp P. Tháp P là gọi là ga tháp P ở đây là mình dịch là bắt kịp đi. À, bắt kịp. Nhưng mà chẳng cần dịch cũng được, mình sẽ dịch được. Vậy thì mình sẽ chọn cái câu đúng thôi. Còn đây là xa bắt kịp với nước thì nó e loanh đờ ca thấp p lơ khi, tức là nước thì nó giá nó không bắt kịp với cái thằng giá của thằng này, nghĩa là xa hơn đấy. Còn giá cả của nước và ga dốt thì nó cũng thấp, nó thấp ở trên toàn thế giới thì đâu có đúng được, hai giá nó khác nhau mà, đúng không? Vậy là cái câu đúng nhất ở đây á là cái câu b. Nước thì nói chung là đa số phần nó đa gọi là Argentina nói chung thì nó kém mắc hơn gazo. Gazo là thì mình sẽ chọn câu đúng nhất, đúng không? Đây nước này này nó rẻ hơn thằng này. À, thầy xem thử cái chữ gazo là có nghĩa nghĩa khác không nhé. Gazo là đây à, nó giống như kiểu là ga ga với dầu ấy. Ok à, vậy là những cái nước đó nó nước nước nó rẻ hơn rồi, mà ga thì phải là hình như là phải mắc hơn, đúng rồi đúng không? Ừ, ga và dầu ấy gọi là gazo, là còn nước tất nhiên là nó phải ấy rồi. Rồi ok, mình sẽ trả lời câu 2. Trong số những khẳng định này thì cái câu nào duy nhất là sai? Có một cái câu nào sai nhé, đó là cái câu nào là Ken. Trong hai đất nước, giá của nước và ga dô là thì nó giống hệt nhau. Còn những cái câu kia là đúng hết. Nước thì nó mắc hơn, nó mắc hơn ga dô là tại Brazil, đúng không? Brazil này đúng rồi, Brazil này nước là mắc hơn đấy, nước nó hiếm hơn đấy, còn thằng đó nó toàn dầu không à. Đấy là đúng rồi, cái câu này đúng này. Câu tiếp theo là ở Senegal ga lốp thì hầu như là đắt 2 lần hơn ở nước đấy. Ở Senegal mình đọc đi, 2 lần luôn, có phải cái này chia 2 được 2 lần không? Cái này nhân cho 2 gần bằng cái này gì nữa, đúng không? Vậy là đúng nha. Cái đất nước mà ở đó gazo là ga với dầu á thì nó mắc, cũng mắc bằng với cái nước Eplise này. À, nơi mà ở đó nước thì nó rẻ rẻ hơn. Cái đất nước mà gazốt là thì nó mắc, nó cũng là mắc hơn. Đó, còn nước thì đa số là cái dầu này này, ta xem cái đất nước nào mà nó mắc nhất. Nó mắc nhất. Nha, bây giờ xem nước nào mắc nhất. Này, bọn em xem này, cái gazo là mắc nhất, rồi mới đến xem cái này là kém nhất, nước kém nhất. Bây giờ gazo là mắc nhất là nước nào? À, gazo là đây, nước này. Đúng không? Thấy chưa? 1,12. Còn đây là 1, chúng chưa ta cao. Vậy là 1,12 là tại Nhật Bản.
mà cũng là nước thì là kém, mắc nhất là La Manche. Em để xem coi mà ở đó nước mèo kém mắc nhất. Ồ, cái câu này nó hơi kỳ kỳ đúng không? Nước kém mắc nhất thì làm gì có cái nước này, Nhật Bản đúng không? Ừ, thầy xem là do cái ra đề rồi em ơi. Cái nước mà ở đó cái da lốp thì mắc nhất. À, rồi. Và là cũng là cái nước đó mà ở đó nước thì kém mắc nhất. À, ok, vậy là mình phải xem thử là cả hai cơ. Cả hai cái nào là ấy nhá. Nhưng mà nếu mà theo thầy thì ở đây cứ theo đáp án này, trong hai đất nước thì cái giá, trong hai đất nước thì cái giá của nước và ga giúp thì nó giống hệt nhau, thì cái này là sai. Cái câu duy nhất là sai. Không có cái nước nào mà hai nước nào mà lại nước với ga giúp là giống hệt nhau hết á. Đúng không? Không có. Không có nhé. Rồi, ok, câu tiếp theo đó là câu 3. Thì cái nước mà ở đó cái sự khác nhau giữa cái giá nước và giá ga à, thì đó là nước Pháp nhé, mình sẽ chọn nước Pháp đúng không? Bây giờ ta xem nhé, Canada, nước Pháp, nước Argentina, nước Nhật Bản, nước mà ở đó cái sự khác nhau giữa giá này, giá dầu này, giá nước và giá dầu này thì nó rất là lớn nhất, rất là khoảng cách lớn đấy, hiểu không? Bây giờ ta xem nước Pháp phải không nhé? Nước Pháp đâu nhỉ? Đây. Một thằng là 0,12 do mấy cái thằng một. Nó chênh lệch quá lớn đúng không? Thấy không? Thằng Pháp này. Thằng này giống. Thằng Etazuni, thằng Etazuni hay hai cái giống nhau này. Nhưng mà có một nước à. Hồi nãy là có hai nước mà. Hai đất nước mà. Đố em tìm được hai nước này. Mà giá giống nhiệt nhau ấy. Đang được vậy. Ừ. Được vậy. Ừ, cái này đâu có đâu, làm gì có cái nước nào, chỉ có một thằng thôi. Một thằng thằng Mỹ thôi. Ồ, thằng Mỹ này ghê nhỉ, nước với dầu ngang nhau ha. Vậy là chứng tỏ nó dầu của nó rẻ quá trời luôn. Đúng không? Mua xe hơi bên nó rẻ lắm, đi sướng đúng không? Phải như Việt Nam đâu. Mà Việt Nam không có số liệu ở đây nhỉ. Ừ, ok. Vậy là thằng Paris này là nước cực kỳ rẻ. Thầy ơi, hình như thằng thằng Colom nước với giá dầu nó bằng nhau, hình như cái câu vừa rồi là phải đáp án D đi đúng không? Để đây. Colom À đúng rồi, Colombia là giống nhau à. À vậy là có hai vậy là nước đúng đúng rồi. rồi. Ồ vậy là chắc có thể là thầy sẽ đánh giá đánh lộn rồi đấy. Đúng rồi. Lộn chắc câu D này. Để thầy xem coi nào, câu này là câu 13 đúng không? Câu 13 là câu 2 đúng không? Đấy. BAB, tại sao lại nó lại chọn BAB nhỉ? B đúng rồi này, BAB. BA BA. Trong hai đất nước cái giá nước và giá dầu thì nó giống hệt nhau. Một câu duy nhất là sai. Ồ, vậy là câu này đúng rồi mà ta. À, cái này mình xem lại nha. Vậy là có hai nước đúng rồi, câu này đúng mà. 0,4 nó 0,40, 0,32 đúng rồi. Vậy là mình trở lại câu này đi, mình không theo đáp án đâu. Mình trở lại đi. Mình xóa đi. Thế thì bây giờ mình sẽ chọn câu nào nhỉ? Cái này đúng rồi này. Cái này thì nước mắc hơn duy nhất ở Brazil à, đúng không? Mình đếm đi, Brazil là 0,9 này. Có đúng mắc hơn không? Đúng rồi này, Brazil mắc hơn này, đúng rồi mà. Cái này đúng, đâu có đánh vô đâu, chỉ mình đánh câu sai ấy. Hiểu không? Câu sao? Thầy nghĩ là câu D mới đúng nhỉ, đúng không? Em nghĩ câu D á. Đúng rồi, tại vì đất nước mà nó là mắc nhất, mà vừa là nó là nước là rẻ nhất, làm gì có. Nước mắc nhất là cái thằng thằng này đúng không? Thằng 1,12. Chứ nước của nó đâu rẻ nhất đâu. Nếu mà nước rẻ nhất thì phải chọn cái thằng này này. Đúng không? Rồi vậy câu này sai. Đúng rồi. Đó, nhiều khi đáp án cũng bị lộn này đấy. Thấy hồi nãy nó hơi kỳ kỳ là biết rồi. À, được rồi, đánh vô đi. Đấy, nhiều khi mình tin tưởng quá, mình không có ấy, mình bấm rồi mình lưu lại. Đấy, được rồi. Tin tưởng quá cũng không đúng, mà mình phải đọc. Nói chung là phải có thời gian nghiên cứu của nó là được. Bây giờ là
Nivô 3 rồi, bây giờ sang nivô 3 nhé. Đấy, hồi nãy là người có hai nivô á. Ở đây ta có cái từ từ này từ mới nhé. Muscadet nhé. Mình chả cần đấy, mình cứ học từ vựng trước đã. Rượu vang nhé. Một loại rượu vang được chưa? Ở đây là brasserie, tức là một cái tiệm mà tiệm bia ấy. Brasserie biết không? Từ này có rồi nhá. Còn em phải tra cái từ này. Tiệm quán bia. À, quán bia Latour. Ừ, tức là người ta quảng cáo là nếu mà đến uống đó được có được 18 cái con sò. Cái Uther đấy là sò nhá. Này, con hàu chứ lộn, mày sò đó, con hàu đúng rồi, con hàu, con hàu này và con hàu của cái vùng này và một ly rượu đúng không, là giá 9,90 euro. Rồi có những cái thực đơn, những cái món ăn khác ở trên thực đơn, đừng có lưỡng lự khi mà hãy gọi là tham khảo nhé, tham khảo chúng tôi. Đây là dịch vụ này tiếp tục cho đến 12 giờ, từ 12 giờ cho đến nửa đêm, tức là từ 12 giờ buổi trưa ấy cho đến nửa đêm mấy là tối. Thì câu này là cái quán bia này đề nghị một cái dạng, đó là A là tặng một cái món ăn. Ồ, khoan để thầy chọn lại cái này để cho nó bàn tay rồi. Ok, tức là tặng một món ăn gọi là complet đầy đủ, hay là cho phép nếm trái cây biển, có nghĩa là hải sản nhé. Fruits de mer là hải sản. Mình sẽ đánh câu này. Tức là cái câu nhà máy bia này này, cái quán bia này này, quán bia này đề nghị một cái formule, một cái dạng mà không không bao gồm thức uống, không có thức uống đúng rồi, hay là một cái sự phục vụ bữa trưa, chỉ có bữa trưa thôi, cũng chả có thể nói bữa trưa. Vậy thì ở đây là có cái chữ with, cho nên mình biết là hải sản rồi đúng không. Đây, deguste là nếm nhé, thưởng thức được chưa. Permettre de cộng đồng tùy nguyên mẫu được chưa. Salamang là chỉ. Vậy thì mình sẽ đánh cái câu này vô. Còn người ta có thể ăn ở đó này là chỉ là buổi tối thôi, nó khá trễ, chỉ buổi tối khá trễ, nhưng mà đây có 12 giờ buổi chiều được mà đúng không, sai, và tất cả buổi chiều đúng rồi, từ 12 giờ đến buổi tối mà, và buổi tối đúng rồi, cho tới 2 giờ sáng để mình minuy rồi, làm gì có minuy, khoảng 12 giờ khuya thôi, làm gì đến 2 giờ sáng, sai. Hay là giờ ăn tối gọi là duy nhất, không phải. Đó, nó từ 12 giờ đến đến minuy, làm sao mà duy nhất được. Vậy cho nên mình sẽ chọn cái câu này là buổi chiều, bởi vì mình nhìn vô cái giờ này mình biết, hiểu không, hiểu chưa. 14 rồi đúng không, rồi 15 này, 15 là hơi phê hơn nhá, 15 này thì hơi rất là dài. Ở đây có một cái từ mới, đây là cái lọc, cái filter, filter social. Công ty Phanh Duy đã quyết định lăng xê này, tức là lăng xê, mình hay nói lăng xê ấy, một cái experimentation. Nói chung là thầy biết cái từ này, nhưng mà cái này phải đưa ra có mấy cái từ mới luôn. Experimentation là sự thí nghiệm được chưa? Nó giống như experimenter đấy. Được chưa? Lát rồi ghi vô nha. Còn cái từ này này, từ mới này nhá. Thầy đánh vô đây, bọn em bôi đen thì bấm vào đây bôi đen này. Khoan khoan. Cảm ơn cục sạc. Ok, mình bôi đen nhé. Mình bôi đen cái này này, mình bôi này. Đấy. Đây là mình biết để mình học, phải học từ vựng thôi. Cái này thì nó dịch thì nó hơi ấy một tí nhá, để mà thử hiểu những cái thói quen ăn uống của những người Pháp. Tức là cái công ty này này đã quyết định cho ra một cái thí nghiệm để mà thử tìm hiểu, đúng không? Những cái thói quen ăn uống của những người Pháp. Cứ 10 gia đình thì được tuyển chọn 5 người ở Paris và 5 người ở Lyon, thì họ đã chấp nhận là gắn hai camera ở trong cái căn hộ của họ. Một cái thì gần với tivi, một cái khác thì nằm ở nhà bếp. 2 lần mỗi ngày giữa khoảng 12 giờ và 14 giờ. Tiếp đó là từ 16 giờ đến 22 giờ, có nghĩa là cái giờ mà là hay xem tivi và nấu ăn đấy, rất là nhiều, họ gắn hai camera đó. Hàng ngày
cái việc hàng ngày của họ nó sẽ được trình chiếu ở trên đó. Ví dụ mình nấu ăn, mình xem TV gì đó, nó quay trực tiếp đó luôn mà. Tại cái thời điểm nơi mà ở đó những cái nhà tiêu thụ, những cái công ty master ấy là rất là khó khăn mà để mà gì, để mà áp khê ăn đê, hoặc là cái từ này hôm qua thì thầy quên đánh vô, thầy đánh rồi cho nhá. Tất cả những cái từ thầy in đậm ở đây là bọn em nên học. Gọi là lãnh hậu à, gọi là áp khê ăn đê, thầy xem lại cái từ này nhé. Đây. Lĩnh hội hoặc là nắm bắt. Đấy, thủ phạm đã bị cảnh sát tóm cổ. Đấy. E sợ ở đây là nếu mà nghĩa khác của nó thì lĩnh hội hay còn gọi là nắm bắt, được chưa? Thì nếu mà muốn tra một cái từ này mình, bọn em sẽ ấn vào comment, cho nó mình ấn vào type with, thì ở dưới cái từ này này ở trên đây là mình gõ, mình đưa con chuột cho đây. À, thì mình sẽ ghi là nắm bắt đúng không? Hoặc là lĩnh hội thì mình sẽ ghi ở đây thì mình sẽ hiểu được nhanh hơn đúng không? Đấy, mình mà muốn chỉnh ấy, mình bơ con chuột vào đây mình di chuyển được nhá. Đấy, hiểu chưa, hiểu chưa hai vợ chồng? Rồi sau đó mình bấm vô đây, mình đưa cái bàn tay là ra chỗ lại như cũ. Tại cái thời điểm mà những nhà tiêu thụ này nó rất là khó để mà nắm bắt được và để mà phân tích, cho nên là người ta phải thực hiện cái thí nghiệm này. Đấy, mà ở đó cái cuộc thảo luận về cái sự tăng trưởng cái bệnh béo phì đấy, được đặt ra cho cái xã hội, đặt ra cho cái xã hội của cái nông nghiệp ấy. À, rồi công ty này đã chọn lựa cái sự phân tích, người ta gọi là tiến gần đến một cái việc thực tế mà nó hy vọng là nó chính xác hơn. Có nghĩa là người ta muốn nghiên cứu ở đây bởi vì là xem TV rất khá nhiều, và người ta bảo là nơi cái chỗ mà đồ ăn người ta ăn nhiều ấy gây ra bệnh béo phì, bởi vì mình không hoạt động gì cả đó, mình ăn nhiều đó. Thì nó gây ra cái bệnh gọi là bệnh béo phì nhá. Ở đây có cái từ béo phì nhá, đâu từ hồi nãy từ béo phì đâu nhỉ, đây là phân tích nhá. Còn cái từ này từ mới cũng có, từ này từ hai vợ chồng đã biết chưa, từ này Chưa ạ. ok, từ này là từ cái alimentaire và agro ấy, agro đấy, Đi mang ghi tay. vô, gọi là sự chế biến nông sản thành thực phẩm ấy, ngành chế biến nông sản thực phẩm. Ừ. Còn cái từ này là từ bệnh chứng béo phì, hồi nãy thầy có từ ở đâu rồi nhỉ, cái từ này là tiến tới nhá, sắp có C là tiến tới nhá, từ này cũng là từ mới luôn, bài này khá nhiều từ mới đấy, bởi vì nó sang đến cái phần này rồi thì là từ vựng của nó rất là nhiều nhá. Rồi ok, chúng tôi mong muốn quan sát những sự khác nhau giữa cuộc sống trong mơ của những người đó và cuộc sống hiện tại, cuộc sống thực tế. Cái giám đốc của marketing này đã giải thích, và le prix souvent thường xuyên nhất là cái sự phát triển của những cái sản phẩm mới được thực hiện dựa vào những cái nghiên cứu được tuyên bố này. Tức là người ta nghiên cứu những cái hành vi ấy, xài mấy giờ và ăn uống như thế nào đấy, và cái hoạt động như thế nào để người ta làm marketing, người ta thí nghiệm ấy, người ta bán đồ ấy, và xem thử là người ta ăn vào giờ đó nhiều hay không. Tức là ngồi xem TV là mình phải ăn đúng không, mình phải ăn vừa xem gì đấy, rồi là rồi cái ở nơi cái bàn ăn là người ta ăn những cái gì, người ta quay được là cái thành phần gia đình đó người ta chuyên môn ăn những cái gì và giờ đó người ta ăn cái gì ấy, để người ta biết, người ta thí nghiệm để người ta bán hàng ấy mà. Đấy, thường xuyên là người này trả lời rằng là không với cái điều mà người ta làm, nhưng mà có đối với điều mà người ta thích làm. Đây này, có một cái lọc xã hội mà cái đó là thường xuyên những cái người này trả lời nói rằng không với cái điều mà người ta làm, người ta chỉ thích làm với cái gì nhỉ, với điều người ta thích làm thôi. Có nghĩa là nhiều khi mà ví dụ cái xem tivi đi, người ta biết là nó gây ra cái bệnh béo phì rồi mà người ta vẫn vẫn thích xem đúng không, mặc dù người ta biết là cái bệnh đó là ngồi xem tivi hoài, nó ngồi một chỗ và ăn nhiều cái đồ thức ăn mà gây ra bệnh béo phì, thì người ta vẫn biết nhưng mà người ta vẫn làm thôi, đó là người ta thích thói quen mà, biết rồi nhưng mà vẫn vẫn làm. Ở đây một cái đầu bếp, một cái thương mại hay là những cái sếp được phô đi
người chủ chuyên nghiệp marketing chia sẻ những cái công việc về việc quan sát và phân tích có một cái sự khác nhau của nền văn hóa giữa những cái nơi có một cái sự khác nhau về văn hóa giữa cái nơi marketing và hoặc là công ty quảng cáo Pháp hàng ngày. Nói chung là cái này thì mình không cần phải đọc kỹ lắm, mình chỉ cần là quan tâm ở dưới này những cái câu hỏi đây. Bạn đã chọn lựa chủ đề này phù hợp với cái bài báo này, đó là những cái bài học mới về gọi là ăn uống salimante nhé. Đây mình bỏ cái chữ này ra, mình sẽ đây gọi là cái danh từ của nó là alimentaire, đây là thức ăn, còn cái thằng này là cung cấp nhá, duy trì hoặc là nuôi nuôi dưỡng nhá, động từ nhá, được chưa? Ví dụ nuôi người bệnh gọi là alimentaire une malade, cần phải cho ông ấy ăn rau quả này, info la alimentaire avec des legumes, thì cái này là gọi là nuôi dưỡng nhá. Thì cái này không phải. Cái thứ hai nữa là để mà lĩnh hội này hay là nắm bắt cái nghi lễ thức của bữa ăn hay là những cái thói quen ăn uống, vậy là đúng rồi, cái này là chắc chắn là thói quen ăn uống ở trên này. Và cái bài này là bài ví dụ về những cái thói quen này, đâu đây nhỉ, những thói quen ăn uống ở đâu nhỉ? À, đây 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 này, thấy không, thấy không, thói quen ăn uống này, habitus alimentaire của người Pháp này. Rồi à, vậy mình sẽ chọn này, đây là kết quả một cuộc điều tra này, đúng này, còn đây là tầm ảnh hưởng của TV này về thức ăn này, không không liên quan. À, ở đây là những cái thói quen ăn uống nhá. À, kết quả một cuộc điều tra thì người ta gắn camera để người ta quay lại là ở đó người ta ăn bao nhiêu, người ta ăn những cái gì, rồi là ở nơi TV ấy, người ta xem TV đa số là xem TV kiểu gì, dân bên Tây phương Tây nó hay ngồi giống kiểu mình đi xem, bữa xem TV người ta hay bán những cái mỏng ngô ấy đúng không, để ăn đúng không, ăn vừa xem đa số là vậy. Thế người Việt Nam thì nó khác rồi, người Việt Nam thì bây giờ là vừa xem vừa bấm điện thoại đúng không. Ừ. Nhưng mà người phương Tây thì khi mà nó xem ấy thì nó hay ăn kèm, mà ăn đó là cứ bỏ vô ăn, ăn vô tội vạ, người ta không kiểm kiểm soát được đúng không, thành ra nó có mà gây ra cái bệnh chứng béo phì. Hồi nãy có cái chứng béo phì là có từ nào ở đâu, hồi nãy vừa đây này thầy nó tìm ở đâu đây này này, bạn em thấy không, có cái chứng béo phì ấy. Trên Ừ, thầy nhớ là có cái chứng béo phì, có cái từ nào ở đây mà tự nhiên không tìm ra. Hàng thứ mấy nhỉ? Rồi, nói chung là mấy cái từ này bọn em hiểu hết không? Hiểu vừa vừa thế thôi, chứ không cần phải phải ngồi mà phải dịch hết từng bài vậy đâu nhá, chỉ cần tổng thể là hiểu rồi. À, có cái bài này công ty này nó gắn camera, nó làm một cuộc điều tra, nó có nghiên cứu về cái sự thói quen ăn uống của người Pháp. À, có 10 gia đình, 5 người thì ở Paris, 5 người 5 5 cái thì ở Lyon. À, người ta xem thử là cái tỉnh lẻ Lyon nó khác Paris như thế nào. À, gắn camera thì vào khoảng từ này giờ này đến giờ này, và hai camera thì gắn một cái là gắn ở nơi cái chỗ gần tivi, à, một cái khác là gần với cái chỗ mà đồ, nhà bếp đồ ăn đấy, làm gì cũng quay lại hết đấy, và nghiên cứu để mà biết được là cái thói quen ăn uống của người ta, và để nghiên cứu là người ta cũng bán hàng như thế nào, bao giờ đó người ta ăn những cái gì nhiều. Thì cái này là gọi là ấy ha, 80% ăn cùng nhau này, cái này 80% này ăn cùng nhau với gia đình này. À, đa số là cái nhà bếp của người ta đấy là tập trung lại rất là nhiều người mà người ta ăn rất là lâu đó, dân người Pháp ấy. Còn bên Canada thì thầy không cần, Canada có thể là nó Canada có hay mời bạn bè để về ăn uống gì không em? COVID Ờ à, đúng rồi, COVID. COVID trong Thế nhà không trong ạ? bọn em ở ở đó thì nó có gần mấy cái chỗ làm không? Gần đi À thế xe à? hồi Thế đi bằng bằng phương tiện gì? em mua xe rồi em đi xe. À thế à? Thế lái xe được chưa? Dạ được. À xe bên đó chắc rẻ đúng không? Có rẻ Dạ không? rẻ. Thích Dạ nhỉ? rẻ. À, thế thì lái có bị tuyết nhiều không em? Đường Tuyết thì này. có cả tuyết không? À Có cả tuyết. ok. Và bây giờ là ở đó là bao nhiêu độ? Mấy độ này? Khoảng À thế 40 à. độ. À bên đó có gặp người Việt Nam nhiều không? Không, ít lắm này. Chỗ họ ít lắm. Ít người À Việt thế Nam. à. Ừ Thì ok không. thì công việc thì có cực lắm không hay là quen rồi?
quen rồi. Ok, thì nói chung mới đầu thì nó cũng hơi cực á. Ráng đi, cái tiếng Pháp cho mình nó còn quan trọng hơn cái việc ấy nha, cho nên cố gắng, hai vợ chồng cố gắng học đi. Hai vợ chồng cố gắng cực kỳ về cái tiếng Pháp này, nó giống như bây giờ mình phải chọn theo đuổi nó. Bây giờ tiếng Anh bọn em phải hiểu là tiếng Anh bây giờ nó cạnh tranh khốc liệt lắm. Tiếng Anh mình không có cửa đâu nhá. Tiếng Anh bây giờ là nhan nhản luôn, toàn người giỏi không à. Nộp một phát đa số là cái bọn Ấn Độ ấy, nó nhanh lắm. Nên, dịch Covid rồi, thì dân Ấn Độ là dân bọn nhà giàu, nó tuồn, nó đi máy bay riêng, nó bay sang các nước ấy, nên là cái số lượng bây giờ nó cũng khá nhiều đấy nhỉ. Không biết là Canada nó có cho những cái người đó tiếp nhận không, nhưng bọn Ấn Độ nghe nói sang ở bên Canada rất là nhiều, và bọn học tiếng Anh cũng rất là nhiều. Và tiếng Pháp của mình là mình còn cơ hội, thế mai mốt mà bọn em không ấy nữa thì nó cũng hơi khó đấy. Nhưng mà hôm giờ hai chị em bọn em học tiếng Pháp có nhiều không, có ok không, hay là mất thời gian đi làm nhiều thì cũng hơi khó đấy. Thế nên ví dụ như học trò của thầy hai đứa kia ấy, là nó ngồi ở nhà nó học không mà nó ăn từ học đến sáng đến tối ấy. Còn em còn phải đi làm nữa, cho nên hơi khó đấy, hiểu không? Cho nên là thấy nó hơi vất vả đấy nhỉ. Ok được rồi đấy, có 15 câu này này. À cái câu này nữa này, cái xã hội công ty Phanh Duy này này, tức là đề cập đến cái thái độ của người Pháp đối mặt với cái cuộc điều tra này như thế nào. Thì họ trả lời hiếm khi lắm, còn đây là họ tự kiểm duyệt thường xuyên. Đây là động từ này cũng mới này, ô tô găng xia ghê này, hay là họ miêu tả cái cuộc sống hiện thực của họ, hay là họ trả lời thường xuyên một cách gọi là tiêu cực, negative măng. Thì ở đây mình đáp án nó đưa ra ở đây là câu B nhá, họ tự kiểm duyệt thường xuyên đấy, tức là họ vẫn có ý thức ấy, họ vẫn có ý thức. Ở đây thì mình sẽ chọn người thói quen ăn uống nhá. Còn cái câu 3 là theo cái công ty Phanh Duy này này, thì cái kinh nghiệm này, cái thí nghiệm này nó được dùng để cho hòa nhập tốt, tức là đưa cái sản phẩm vào á cho cái người mà tiêu thụ, hiểu không? Hay là thông báo những cái người tiêu thụ về những cái nguyên nhân béo phì. À cái từ này này, này béo phì đây này, béo phì này, obesity này, đúng rồi. Hôm qua thì cái từ này là từ béo phì nhá. Hay là phát triển cái sở thích nhá, gu của cái người tiêu thụ. À, consumer là cái người tiêu thụ là mình ấy, mình tiêu thụ ấy, chứ không phải là nhà sản xuất nhé. Producer mới là nhà sản xuất, còn consumer là nhà tiêu thụ. Hay là học, hay là người ta chỉ cho cái người mà tiêu thụ đó upfront, à tức là người ta dạy ấy, người ta chỉ cho những cái người đó là tự điều chỉnh về cái sản phẩm của mình. Tức là cái cuộc điều tra này xảy ra đó, nó để là nhằm là gì, là mày ơi đừng có ăn nhiều quá, chứ mày dậy là mày bị béo phì đấy, hoặc là xem vừa thôi. Thì cái này là cái cuộc điều tra này nhằm là gì, để dạy cho những cái người tiêu thụ đó tự điều chỉnh những cái sản phẩm của mình. À, nhưng mà ở đây thì ở đây mình sẽ chọn cái câu đầu tiên là đúng nhất, đúng không? Thí nghiệm này dùng để gì, là xài những cái sản phẩm nó đúng nhé, nó tốt nhất của cái người tiêu thụ. Tức là mục tiêu của cái này là để dạy thôi em, hiểu chưa? Này, hiểu chưa? Xét phía à, mia, tức là hòa nhập tốt nhất những cái sản phẩm nhé của người tiêu thụ. Cái adapt này, à này, adapt người ta gọi là làm cho thích hợp, à, đưa vào một cái gì đó làm cho thích hợp. Thì ở đây mình sẽ chọn cái câu đúng nhất, đó là câu A. Nếu mà cái câu này như thế này mà cho bọn em làm thì nó cũng hơi khó đấy, bởi vì nivô này là nivô 3 rồi. Nivô 3 là bọn em biết rồi, nó khó rồi đúng không? Còn cái này thì để về nhà bọn em ấy sau nhá. Bọn em đây này, ví dụ như người tự viết chuyện có mấy cái từ mới nhá, ăn đi KP biết chưa? Bị khuyết tật đây. Ok. À, cái loại tài liệu này nó đề cập đến cái gì? Một cái nhân chứng, một cái bằng chứng được xuất bản ở trong một tờ báo mà mình đánh vô, hay một bức thư được viết cho một cái một người anh trai bị tàn tật, hay là một cái bài trích của cái tiểu thuyết người viết tự truyện, hay là một cái câu trả lời của một cái nhà tâm lý học.
Ở đây có mấy cái từ mới ở đây, đó là cái valid khỏe mạnh, cười nhạo. Cái động từ sơ forcé là cố gắng. À, cái này về nhà bọn em xem sau nhá. Carapace là vỏ hoặc là cái mai. À, một cái nơi gọi là cái vỏ cái mai bên ngoài đấy. Hay là encaisser là chịu đựng. Động từ sơ défilé là lẩn đi, tránh đi. Còn cái từ này indice là giống kiểu chai cứng ấy, rắn ấy. Còn đây là culpabilité là tội lỗi. Thì cái này thì về nhà bọn em ấy sau đi nhá. Nicola này 23 tuổi là một anh trai, có một anh trai 15 tuổi mà cái người này nó bị tàn tật, đa tàn tật, polyhandicapé. Ok. Clement thì đã mang lại cho tôi cái sự rộng lượng, hay là cái sự chú ý, chăm chú ý tới người khác ấy, hay là một cái sensibilité là cảm giác, cảm xúc, tình cảm ấy, sensibilité. Đây, tính nhạy cảm nhá. Được chưa? Tính nhạy cảm. Thì cái bài này viết này thì nó được viết từ một cái người mà có cái người em trai bị tàn tật. Người ta muốn chia sẻ lại những cái cảm xúc mà người anh này thì hồi xưa rất là xấu hổ khi mà trốn chạy bởi vì có một cái người em trong gia đình ấy là bị tàn tật. Hiểu không? Nhưng mà cái người em đó, cái người em tàn tật này này, nó tính tình rất là ok mà nó vượt được qua mọi cái mà ấy của người ta chê bai hàng ngày ấy, thì người anh nó mới ngộ nhận ra được. Đấy, thì nó sẽ sống tốt hơn. Hiểu không? Nên là ý là cái bài này vậy thôi. À, tính nhạy cảm đối với những người khác, những khó khăn của những người khác. Và anh ấy cũng cho tôi một một cái triết lý, đúng không? Một triết lý thực sự, đó là tận dụng cái may mắn khi mà mình đang khỏe mạnh, hay là mình làm những cái việc rất là có ích, ví dụ như tổ chức lễ hội không được u sầu u buồn gì cả, giống kiểu là một người tàn tật nhưng nó có cái suy nghĩ tích cực ấy, đấy, nó vẫn vượt qua được. Đấy, rồi và tôi cố gắng là Rơm Fox à thuốc Nelly Show ăn đi trong khi mà tôi không ổn, có nghĩa là tôi cố gắng là có nghĩa là khi mà có một cái điều gì đó mà cười nhạo tôi ấy, đấy, khi mà điều đó không ổn ấy, thì mình có thể vượt qua được. Tức là cái người này nó viết bài để đang nói là một người, có một cái người em 15 tuổi mà như vậy, thì truyền lại cho mình những cái suy nghĩ tích cực ấy. Được chưa? Một cái nghị lực, một cái sự gọi là đề phi, một cái thử thách của cuộc sống. Đề phi nhá. Một cái sự thách thức, một cái thử thách. Mình đọc phiên phiến thôi, nhưng mình không cần phải hết đâu. Này, ok. Đôi khi thì tôi nó hơi quá ở trong, gọi là mình giống kiểu là cái người này, có nghĩa là nó quá ở trong cái lách xe. Nói chung là bây giờ như thế này, để thì dịch cho bọn em cái chữ lách xe, cái từ này hơi, bài này hơi khó dịch nhá. Bài này hơi, phải nói là hơi khó dịch ấy. Để ta xem cái chữ lách xe đúng đây, sự dư thừa, điều quá mức, đang lách xe quá độ. Giống ngày trước đây là cái thằng này nó thấy có một người em như vậy đấy, để nó trốn tránh trách nhiệm, nó không gì để ý cả. Còn em cứ đọc qua đi, cái này thì về nhà ấy sau nhá bọn em, cái này để bữa sau đi nhá. À, cũng 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 trễ rồi. Ok. À, thì cái này là một cái nhân chứng, một cái được xuất bản trong một cái tờ báo, hay là cái kinh nghiệm để có một cái kinh nghiệm Expegan khi mà có một anh trai đa khuyết tật này phát triển tại nhà, mà đã tại nhà Nicola. Đối với Nicola đây là một người, một cái sự gọi là hiểu đối với người khác, chứ không phải là một cái sự fragility, là một cái sự yếu ớt lớn, hay một cái nhìn tiêu cực đối với cuộc sống, hay là một cái sự hiểu với người khác, có nghĩa là đánh đúng cái này, hay là một cái khả năng tức là phải là nghiêm túc đấy, une capacité à prendre tout au sérieux. Còn là tại sao anh ấy cảm thấy là thủ phạm, thì cái câu cuối cùng đó là bởi vì anh ấy gì, anh ấy có giống kiểu là đang cảm thấy chạy trốn ấy, bởi vì anh ấy có cảm tưởng như anh ấy đang chạy trốn, mà chạy trốn khỏi
cái người mà trong gia đình của mình có một người vậy đó, mình muốn lánh xa, mình không muốn liên quan nữa, thì anh ấy cảm thấy tội lỗi. Nhưng mà sau đó anh ấy phát hiện ra câu A là bởi vì anh ấy đã không không sinh ra bị tàn tật, mà bởi vì anh ấy tận dụng quá nhiều về cái cuộc sống, và bởi vì anh ấy luôn luôn nổi cáu. Thì ở đây là đáp án, ở đây thì mình sẽ chọn là câu D mà câu C, và cuối đầu tiên là câu A, một nhân chứng bài báo. Ở đây có mấy cái từ mới nhá, ví dụ như cái từ anh Queen ship, mà em về nhà ghi vô những cái từ này cho thầy. Anh Queen ship nhá, thầy xem từ này. Một cái sự bốc đồng nhá, tính từ bốc đồng, xung động, mà ngược nghĩa với nó là can mà. À, vậy là cái này là bốc đồng đúng không? Ừ, một cái tính cách bốc đồng đúng không? Rồi còn cái phần nghe á, thì bọn em về nhà mà bật lên cái file này này. File này lên. Thầy chỉ cho bọn em nghe nhé. Đây này, bật cái file này lên. Sau đó bật cái file audio này lên. Rồi bật từ cái số 2. Bọn em có rồi đúng không? Và học cái từ vựng. Thầy chỉ cho cái cách học này để hôm sau đỡ mất thời gian. Thực ra cái này tự học được hết, nhưng mà chẳng qua là bọn em không có tự tin làm một mình thôi. Thế thực ra cái này cũng tự tự ôn tự ấy được mà. Đấy. Bây giờ nghe này. Activité d'entraînement. Compréhension orale. Activité 43. Này. Allô, la Serap, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais passer une commande s'il vous plaît. Vous êtes déjà cliente? C'est à quel nom? Béatrice Deneuve. Oui, je suis cliente. Ah, j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. Je voudrais. Question orale. Activité 43. Allô, la Serap, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais passer une commande s'il vous plaît. Vous êtes déjà cliente? C'est à quel nom? Béatrice Deneuve. Oui, je suis cliente. Ah, j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. Je voudrais la robe astuce de votre catalogue, page 6. Vous avez la référence? Non, mais j'ai le prix. Elle est à 105 €. Vous désirez autre chose? Oui, page 3. Une chemise de ville, Courrèges, unie et blanche. C'est noté. Je voudrais aussi un pantalon à carreaux, chez Routy, sur la même page que la chemise, et une jupe bleue à 62 €, le modèle de la page 2. Vous voulez la petite veste qui va avec? Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Thì ở đây là có mấy từ vựng nào thì bọn em hãy ghi vô. Có từ nào mới không? Từ không? Em có đọc cái này. À, ok, thầy dịch qua cho bài rồi về nhà mà. Sau này, alo, CPK, tôi nghe đây. Xin chào bà, tôi muốn đặt hàng nhé. Passive Income rồi là đặt hàng. Trải qua việc đặt hàng làm ơn. Giống kiểu gọi điện này là đặt hàng ấy. Mà gọi điện ở trên một cái trang web. Trang web này đưa bán hàng trực tuyến ấy. Nhưng mà người ta sẽ gọi điện. Thế bà là có phải là bà đã là khách hàng không? Thế bà tên gì? Sẽ ta cái nóng. Beatrice Deneuve. Vâng, tôi là khách hàng đây. Tôi đã tìm ở trên cái tài liệu của bạn và tôi lắng nghe bà đây. Tôi muốn một cái đầm Actis ở trên catalog trang 6 ấy. Tức là có một cái trang bán hàng, có một cái cuốn tập ấy, bán hàng ấy. Và bà ấy dở ra, bà ấy chọn cái đầm của cái trang ở trên catalog này, trang 6. Thế bà có cái reference. Reference. Đây, cái từ này này, reference. Cái lời trích dẫn nhá. Lời hướng dẫn sự tham khảo. Bạn em nhớ ghi vô. Đây mình đánh vô nhé. Thầy đang ví dụ cho bạn em làm một bài để về nhà tự học nhé. Không, tôi chỉ có giá ở đây thôi. Nó là khoảng là 100 SA cộng một số tiền này, 100 euro này. Thế bà muốn cái gì khác không? Vâng, cái trang 3 đó, cái áo sơ mi tiếp này. Hồi nãy vừa lấy cái gốc này, cái đầm này. Rồi là trang 6 này, của catalog này. Và áo sơ mi bây giờ trang 3. Một cái áo sơ mi thành phố Courrèges mà uni, uni có nghĩa là trơn ấy, nó không có hình hoa gì cả. Nó trơn và màu trắng. À, được rồi, tôi đã ghi vô rồi. À, tôi cũng muốn một cái quần tây có kẻ sọc cargo ấy, security. Cũng là cái trang luôn. Cùng với cái trang của áo sơ mi này, đó là trang số 3. Và một cái zip màu xanh da trời đấy, giá là 65 euro. Cái mẫu trang cho cái mẫu của trang 2. Thế bà có muốn có một cái áo vest nó đi cùng với đó không? Không không, tôi cảm ơn. Tôi nhiêu đó được rồi, tôi dừng lại ở đây thôi. Mua đó thôi.
Tức là bà này nói thêm có mua thêm cái áo vest không? À ok, vậy là bài này vậy thôi, còn 44 ở đây thì mình sẽ nghe thôi. Thì ví dụ cho 44 luôn mà nghe luôn này, về nhà mà nghe này. Activité 44. Cái gì em? Mới trước hai nghe nói ở đâu? Ủa bọn em nó có ở đây mà. Nó có ở đây mà. Trước đó thầy đã có rồi, cho đó thầy vô xem thì bọn em gửi cho thầy là thầy bị trùng cái này, là sách này thầy đã có rồi. Vì em chưa có không biết Nhưng cái mà hai nghe nằm mấy cái đâu. tai nghe của em tìm không ra. Nó Cái có nhưng này mà ở đây thì có hai phần, đó là phần thứ nhất là TEF, phần này 250 bài tập thì có cái đáp án ở đây và phần đề ở đây. Hai file này nó giống nhau cả thôi, hai file này này, một thằng thì này nó rõ hơn này. Đấy, giống nhau cả này, thằng này là nó không có rõ này, cho cái thằng này này mà thằng này nó rõ hơn này. Đây thì là mờ, ủa không phải, không phải đây chứ, đây này thằng này nó rõ hơn. Phải nghe thì bây giờ nếu mà không có thì để thầy gửi cho thôi, có gì đâu, trang 156. Còn cái thằng này thì bọn em cũng gửi cho thầy có hai file, đó là file này thì thầy chưa có tìm hiểu cái thằng này, thầy mới tìm hiểu cái thằng này thôi, bởi vì thằng này thầy đã có sẵn rồi, thầy có audio trước đó có sẵn rồi, hiểu không? Thì thầy chỉ gửi sau, đó là file đuôi của nó là WMA. Thì bọn em tải cái này thì bọn em mở bằng cái thằng một là Windows Media. Còn nếu mà mở không được, cài cái này vô quý này, quý hiểu chưa quý? Cái này vô này. Nếu mà mở không được nhé, thì cài cái phần mềm này vô. Calip này. Để thầy chỉ cho ông gì để về lại cài không được. Có rồi nhưng mà thầy không có nghiên cứu, bây giờ thầy cũng nghiên cứu lại Ừ, tại vì cái này lâu rồi thầy không xài, thấy đụng đến thì thầy toàn dạy cho người ta đen với là tê xép không à. Ừ, cho nên là cái này là muốn ấy là phải xem lại thôi. Thực ra xem lại thì mình cũng nhanh thôi, nhưng mà bọn em liên tự ấy thì nó vẫn là nhanh hơn nha. Chứ bây giờ bọn em học mà đâu phải thầy học đâu, thầy chỉ có hỗ trợ thôi. Bây giờ thầy thầy chỉ mà tỉ hết quá thì bọn em lại không học. Đây là cái này vô này quý ơi. Biết cái này chưa? Chụp lại đi, lấy máy tính điện thoại chụp lại đi, nếu mà đây cài cái này bản mới ấy. Ừ đây cái phần này, cái này rồi là giống rồi kiểu cái codec ở trong Windows ấy, được không? Lên trên cái mà hippo zip đấy, lên cái trang này mà tải này, để chỉ cho này. Tại vì thường thường là MP3 đúng không? MP3 thì bọn em có thể chuyển, là quý biết chuyển cái file này sang MP3 cho nó chép vô trong điện thoại mà nghe. Đó. Nên điện thoại Ừ, thì nó, điện thoại thì cái này nó không nghe được đâu, điện thoại thì mình phải đổi sang MP3. Nha. Điện thoại phải đổi MP3. Còn điện thoại của cái này là chỉ có trên cái máy tính thôi. Máy tính thì Windows Media này xài được, hoặc là trên Windows 10, cài Windows 10 là nó cũng đọc được. Đây cái file mà như thế này này, mà audio mà có đuôi này, m này, wma này, có thể chuyển đổi sang file mp3 được nếu mà dùng cái một cái phần mềm khác, quý hiểu không? Đổi sang mp3 cho nó chép vô cái thẻ nhớ để cho vợ với chồng nghe được luôn, để sau khi nghe thì mình in cái tờ này lên này, cái tờ này có sẵn rồi này, hiểu không? Mình in ra, ở đó có máy in không, mình in ra có 22 trang thôi, không thực ra là không đến 22 trang đâu, còn có thể in đáp án luôn cũng được để mình nhìn này. Mình phải đây này, từ đây đến đây là đáp án này, đây đến đây này là trang từ 1 đến 10, 10, 10, 10, 15 ấy, đến đây là 15 này này, 1 đến 15 mình in ra, mình in phải nghe, hiểu không? Mình in ra cho đó, mình từ nào mình không hiểu mình đánh vô luôn, mình lấy cái bút chì mình gạch cái từ nào mới ở đây mình sẽ học nhanh hơn, hiểu không? Mình nghe trong cái điện thoại á, hôm nay mình nghe, có thể là đôi khi rảnh rảnh buổi trưa mình ngồi mình nghe thì đâu cần phải ngồi ở về nhà mới học được đâu. Mình ngồi mình cầm cái đó đi bỏng túi á, mình photo cái này này, hiểu không? Rồi mình luyện nghe, mình luyện từ nào không hiểu mình về mình tra lại, mình để lấy cái bút chì ấy, mình lấy bút chì màu hoặc bút highlight mình đánh vô, mình hiểu hết từ này sau đó mình về nhà nghe lại lần nữa thì mình học được nhanh hơn, hiểu không? Hiểu ý thầy chưa? Dạ Đấy hiểu.
Thế bây giờ phải tiết kiệm thời gian bằng cách dạy thôi, chứ bây giờ mình đâu có về nhà mà chuẩn bị cả buổi như bọn kia được đâu, mình còn phải đi làm nữa. Đây, cái này đáp án mình chia ra cái file khác đi, cái này đáp án thì mình in ra từ 16 đến 22 đi. Mình chia ra, mình ra ngoài tiệm mới bảo là bây giờ in cho tôi từ đây file file từ 16 đến 22 một file. Và in cho tôi từ 1 đến 15 một file để mà mình nghe. Đấy, còn cái sách này thì nó sẽ có từng phần. Mình có thể in ra từng phần, phần A1, A2 mình điền vô, còn không thì mình in ra cả cuốn, còn không để máy nó tính nó khó lắm nha. Máy tính nó ngồi vô bật lên thì nó hơi lằng nhằng, mình có sẵn thì mình ghi từ này vô. À, cái từ này là cái lọc, từ này là nghi lễ thì mình sẽ hiểu nhanh hơn. Thay vì mình phải mở máy ra rất là lâu. Đấy tùy nhá. Này thì đó là theo cái cách của thầy. Này, ví dụ như phần 30 này. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme sport cette année, ta fille? Oh là là, cette année, elle s'est inscrite à la natation. Elle ira à la piscine tous les mercredis et elle a voulu aussi continuer son cours de danse avec son... Activité 44. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme sport cette année, ta fille? Oh là là, cette année, elle s'est inscrite à la natation. Elle ira à la piscine tous les mercredis et elle a voulu aussi continuer son cours de danse avec son amie de toujours. Tu sais, la petite Bérangère. Et puis, je la connais. Le samedi, elle ira jouer au tennis avec son frère. Et même s'il pleut, le court est couvert. Tu ne crois pas que ça fait beaucoup pour une petite fille de 12 ans? Et c'est sans compter sa leçon quotidienne de cyclisme, puisqu'elle va à l'école à vélo. Allez, ne t'inquiète pas. Le sport, c'est bon pour la santé. Thầy dịch qua cái bài này rồi là ta kết thúc này. Vậy là cô ấy sẽ làm cái gì? Chứ là chơi thể môn thể thao nào ấy? Năm nay là con gái của bạn đấy. Nghĩa là con gái của bạn sẽ chơi môn thể thao nào trong cái năm nay? Ồ chà chà, năm nay thì cô ấy đã ghi danh vào bơi rồi. Mà cô ấy sẽ đi đến hồ bơi tương lai đơn của đồng từ Ale nhé. Ok, này là đã ghi danh. Năm nay cô ấy đã ghi danh cái này phân từ quá khứ nhé. Anh khích tờ của đồng từ xanh khia hả? Này, ta bỏ te đi, ta thêm re cho thành động từ nguyên mẫu. Mà động từ phản thân nó đi vết thờ. Vết thờ phải hợp dấu hợp số bởi vì cô này con gái thêm ơ. Cô ấy sẽ đi đến hồ bơi vào tất cả các ngày thứ tư và cô ấy đã muốn cũng muốn tiếp tục cái môn học nhảy với bạn gái của cô ta. Đó. Bạn biết đó, cái cô mà người bê găng re gờ đó nhỏ ấy. À, tiếp đó thì tôi biết rõ cô ta, biết cái con gái của cái người bạn của cô ta đấy. Vào thứ bảy ấy thì cô ấy sẽ chơi tennis với anh trai của nó. Đấy, ngay cả khi trời mưa thì cái cua ấy thì nó vẫn là full này, nó đầy rồi. Kể cả trời mưa nó vẫn được học, nó vẫn phải học. Đấy, cua là cu ve là đầy rồi, full nhá. Bạn không tin rằng là điều đó nó nhiều quá à đối với một cái cô con gái là 12 tuổi à? Đây là người mẹ nhá, người mẹ người người bạn của mẹ nói. Thế bạn không tin là đối với một cô gái 12 tuổi thì làm điều đó quá nhiều hả? À? Không không. Tức là không tính đến cái bài học của bài học hàng ngày về cái phần cyclisme. Đây là môn xe đạp. Môn đạp xe. Tức là ngoài cái mà cô ấy còn có những cái bài tập hàng ngày ấy thì cô ấy còn có phải đạp xe đạp nữa này. Khi mà nó đi đến trường bằng xe đạp nữa cơ. Nhỏ này là còn phải đi đạp xe đạp nữa. Đấy. Nào đừng lo lắng, thể thao nó tốt cho sức khỏe mà. Ý là cái anh này anh lo cho cái cô gái của người bạn này làm nhiều quá đúng không? Ý là học nhiều quá, mà học nhiều quá thì vẫn là có cái nhưng mà cô ấy vẫn đi xe đạp này, đúng không? Vẫn chỉ đi xe đạp đến trường. Thì cái này mình nghe, mình học từ vựng xong mình nghe thì nó vẫn tốt hơn. Đấy, thay vì bọn em chưa có một cái gì chuẩn bị thì nó nghe nó hơi khó. Nhưng mà khi bọn em dịch chuyển tiếp rồi Activité á 44. thì rất là dễ đúng không? Đúng không? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme sport cette année, ta fille? Oh là là, cette année elle s'est inscrite à la natation. Elle ira à la piscine tous les mercredis et elle a voulu aussi continuer son cours de danse avec son amie de toujours. Tu sais, la petite Bérangère. Et puis, je la connais. Le samedi, elle ira jouer au tennis avec son frère. Et même s'il pleut, le court est couvert. Tu ne crois pas que ça fait beaucoup pour une petite fille de 12 ans? Et c'est sans compter sa leçon quotidienne de cyclisme, puisqu'elle va à l'école à vélo. Allez, ne t'inquiète pas. Le sport, c'est bon pour la santé. Đó, ok, đó, về nhà nghe tiếp đi. Hiểu không? Ở đây có mấy cái từ mới nãy còn cần hỏi thì trả lời cho. Rồi về nhà bọn em tiếp tục đi. Bọn em tiếp tục từ bài 45 trở đi. Mà thầy đã nghe đến phần 75 rồi đấy. Chỉ cần học đến B1 thôi nhá. Hiểu không?
Thế nhiều quá bọn em loạn lên đấy. Đấy. Có gì thầy gửi thêm cái audio. Ừ, nhưng mà thử xem thử trong máy có cái file này chưa. Cái này này. Tìm đi, em đúng có không? Có cái file này chưa quý? Bật lên đi chứ. Có không thì thầy gửi rồi. Hôm đó bọn em gửi cho thầy là thầy biết là cái file này thầy có rồi, nhưng mà chẳng qua là thầy không có đụng đến thôi. Thực ra là thầy có. Đây bọn em xem có cái file này chưa. File này chắc chắn là có rồi này, bởi vì hôm trước bọn em thầy đã tải về và thầy đã bà ấy trùng với cái file của thầy thì có. Cái nào trùng thì thầy xóa bớt. Là cái file này đây. Zalo ấy thầy xem coi nó kỳ lắm. Nó không có giống như vậy. Không có hai file mà bọn em gửi cho thầy hai file mà. Hai file nhưng mà trong một cái file, trong cái file thứ hai là nó có cái bài nghe, nhưng mà sao em mở ra em chưa có kiếm được cái chỗ đó. À còn cái phần 2 thì nó cái audio ở đây này em này. Đây này, audio đây này. Hoặc là audio đây này, nó cũng giống nhau thôi, ba cái phần này này, ba cái phần nghe ở đây này, nó cũng bằng với cái thằng này. Trong một cái cuốn sách này, đó là cuốn sách tiếp theo, đó là một cái dạng cuốn sách khác. Cũng là môn thi luôn. Mà nó có đáp án đằng sau luôn, bọn em chỉ nhá. Bây giờ nói chung là chỉ cần này, chỉ cần mà mình biết những cái từ đây này. Bọn em học rất là dễ. Đây, ví dụ cái phần 1 này này. Phần bài tập 1 này, bọn em chỉ cần học những cái từ đây này, sau đánh vô này. Và nhìn cái đáp án ở đằng sau ấy. Có biết đáp án ở đâu không? Phải chỉ cho nhá. Nói chung là cái này bọn em nên tự ấy thì nó vẫn ok hơn. Đây này, đằng sau này đáp án này. Phải chỉ nhá. Này có cái rê thấy không? Thấy có cái rê không? Trang 95, ghi vô đi, nhớ đi. Trang 95. Đây này, cái từ này, cái file này này, tên này. Còn không thì thầy gửi sau. Này này, tên này. Cái này vậy là cái file nghe của em đó, là cái này là cái dạng bài này, còn cái file nghe của cái kia chưa có, không có. Thầy nhưng mà thầy có. Dạ. Bọn em chỉ có cái file PDF thôi. Dạ dạ. Mà file PDF của bọn em còn mờ hơn của thầy, thầy phải xóa đi, thầy dùng cái của thầy. Đúng rồi. Cái này này nó sáng này. Nó sáng vậy này, nó file sáng. Ừ. Đúng rồi, là cái này này. Bọn em chỉ có cái file này thôi, nhưng mà nó túi om mà. Thế thầy vẫn phải lấy cái này của thầy. À dạ. À, cái này của thầy trước đó thầy đã có rồi. Còn lâu lắm thì thầy không có mở ra thì xài. À, dạ. Bởi vì ở bên Pháp nó không thi cái này. Cái này dành cho dạ. Canada. Thì còn cái file này này là có, nó đáp án ở đây bọn em ghi lại đi. 95. 95 cho đến 100 in ra thầy chỉ cho. Thầy chỉ cho bọn em đừng có để trên máy nhá. Để trên máy nhìn nó rất là rối. Bọn em hãy in cái này ra. In lại từ 95 này để thầy xem đến trang mấy nhá. Nó dễ nhìn hơn. Chờ thầy chút nha. Thế mà để trên máy này nhìn nó bực mình lắm, học cũng lâu lắm hiểu không? Đây, em ghi đến đây thôi. Đây, ghi đáp án đến đây thôi này. À, không, để thầy xem coi. Đúng rồi, ghi đáp án đến hồi nãy là trang mấy nhỉ? Hồi nãy trang mấy quý? 95. Đúng rồi, đến 111. Rồi, ok. Còn cái in từ cái này này là cái phần nghe. Đúng không? Phần nghe này mình in từ 112. Ghi đi. Rồi. Cho đến... đến... chờ chứ. Đó, mình phải có một dây là nó học nó dễ hơn. Chờ thầy chút. Để xem đến đâu nha. Đây, đến đây là hết rồi. Đến đây. Nha. Đến đây nè em. Đến 126. Okay. Ừ. Còn cái này là section D, hình như là cái này không phải câu hỏi nhá, cái này là đáp án thôi. Thôi em cứ làm đến 100 đúng rồi 126 đúng rồi, đến đây luôn. Còn 100 mà không hết luôn cũng được, 129 mấy cái kia thì cũng. Cái này là dạng để xem coi. À không, cái này không phải đâu, cái này đến 128 thôi, còn đằng sau là nó hướng dẫn cho mình thôi. Hiểu không? Cái này là cái đề. Cái đề mình đánh vô, hoặc là mình in ra, mình lấy cái đề này mình đánh vô này. Mình đối chiếu so sánh này, biết không? Mình in cái này ra là in riêng nhá. Quý hiểu không?
Đây, mình đánh ra để mình đối chiếu à cái câu đó mình làm đúng hay không. Nhưng mà với cái này là ở trên máy tính nha. Ví dụ ở trên máy tính mình lấy con chuột mình chích vô đây này. Nếu mà sai thì mình chích ở đằng dưới nha. Hiểu chưa? Hai vợ chồng. Hiểu không? Đầu Dạ tiên là dạ mình xài, ví dụ mình thi máy tính đúng không? Mình đánh vô đây. Mình đánh ở trên, giả sử mà bị sai. Thế thì mình đánh ở dưới. dạ Đúng không? Còn nếu mà mình muốn mà để trống ấy, mà không chịu làm ấy, mình phải bôi đen hết. Mình lấy con chuột mình tích cho hết. Mình tích hết cả trên cả dưới nha. Mình tích hết cả trên cả dưới. Thì nó mới được tính là bài đó bỏ trống và không điểm. Còn nếu mà mình đánh vô thì nếu mà mình sai mình bị trừ một điểm. Hiểu chưa? Cái này chắc Ok. nó phải có cái phút mà sai bị trừ nó mới khổ. Bởi vậy mà cái này mới sai bị trừ mới ghê chứ. Ác nhỉ. Thầy cũng không hiểu là cái kiểu này nó ghê thật đấy chứ. Sai mà cũng bị trừ mới về đấy. Đấy. Nhưng mà cái này thì cái này là cái phiếu test thôi, còn không in cũng được, mình đi đến đây thôi. Đó. Rồi sau đó mình dở lên cái trang. Mình dở lên cái trang học thôi. Đây. Có đáp án mình điền vô trước đi rồi mình học. Không cần phải đánh đố đâu, mai mốt mà muốn mà thử nữa đấy, làm thử một lần. Mình làm hết một lần xong đó mình lại in ra cái tờ mới này. Tờ mới mà chưa có đáp án này. Để cho mình thử làm một lần nữa xem có đúng không. Nhưng mà đầu tiên là muốn làm được cái đó ấy, là bọn em phải làm được cái này trước. Đây này, cái phần này. Thần thi bắt buộc này, thằng này là 1 giờ. Thằng này là 40 phút. Thằng này là phần đọc hiểu là 1 giờ. Thằng này là gồm 40 phút. Còn công chúng ngôn ngữ 30 phút. Còn cái thằng mà tùy này này là diễn đạt viết là 1 giờ. Còn diễn đạt nói ấy, là 35 phút. Không biết là bọn em đang thi cái nào đây, không biết thầy không biết cái dạng gì đây. Bọn em nên xem lại là đây, nó thường thường nó có hai phần. Phần này là phần bắt buộc. Bắt buộc này gồm có 3 phần. Phần đọc hiểu là 1 giờ. Phần nghe là 40 phút. Còn phần cấu trúc ngôn ngữ là 30 phút. Thường thường người ta hay thi cái này này. Nó dễ hơn. Thằng này nó phê lắm này. Hiểu không? Nếu mà thầy sẽ chọn cái này này. Dành cho người đi làm này. Ủa nhưng mà nếu mà chọn trên thì nó cũng có năng đâu có đầy đủ 4 kỹ năng hay sao đấy mà. Thì thế Hay thì là nó cứ đấy. ai sao là được. Thì thầy không biết là bọn em cái hồ sơ như thế nào, nhưng mà đa số là người ta sẽ chọn cái này này. Còn cái này là cần phải phần bắt buộc. Còn này phần tùy thuộc. Nếu như phần này bọn em không có muốn làm thì bọn em chỉ cần học, chỉ cần hai cái này thôi. Dạ. Nhiều người đôi khi nó giỏi về kỹ năng viết, về kỹ năng gọi là expression organ nói ấy, thì người ta lại theo hai cái này. Còn đa số là người ta bắt buộc là theo ba cái này. Ba cái này xác xác suất là cộng lại, mà hôm trước nãy thầy bảo là ba cái dòng này cộng lại nhân 2 thì nằm ở C1 C2 đấy, thôi thang điểm ấy. Thì thầy không biết là cái hồ sơ đó nó yêu cầu cái gì. Nhưng mà nếu mà thầy thì thầy sẽ chọn thi cái này này. Có cơ hội hơn. Thằng này viết viết phê lắm ấy nha. Viết để viết bài viết nó đúng rồi. Thằng này xác suất, thằng này thì ít làm việc hơn nhưng mà thằng này lại phải là chuẩn xác hơn. Đấy, nhiều người lại nói với viết được mà lại đọc hiểu không làm được ấy. Thì là người ta lại chọn cái thằng này. Thầy cũng không biết là bọn em chọn cái nào nữa, thế nên cái đó bọn em nên hỏi luật sư hay là hỏi những người đi trước nha. Đây, nói chung là cái này là cái tùy thuộc, còn cái này là cái bắt buộc đấy. Đây này, bắt buộc này, đây này, section A này, đây nó có mục tiêu này 10 câu hỏi này, thằng này section B 25 câu hỏi, section C, section C là 10 câu hỏi, thằng section D thì 5 câu hỏi đấy. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là con không số organ này. Đấy, cũng có 8 câu hỏi, 26 câu hỏi, 16 câu hỏi, 10 câu hỏi. Còn có câu trúc ngôn ngữ này 10 câu hỏi, 5 câu hỏi, 20 câu hỏi và 5 câu hỏi. Và cộng lại thì 20, 30 cộng này là 10, nó là 40 câu hỏi. Đây. Đây, điểm này, thấy chưa? Đây. Trả lời đúng được 3 câu, 3 điểm. Không trả lời không điểm. Bỏ câu trả lời không điểm. Câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. Làm lố, làm mà giống kiểu trả lời có một câu mà làm thêm một câu nữa 2 điểm, 2 câu trả lời là trừ 1 điểm, có nghĩa 2 đáp án ấy. Ví dụ ABC mình chọn có cái thằng này quốc 2 cái là sai, là vẫn bị trừ 1 điểm này. Cái này mới phê này, cái này ác quá nha. Thi T-Chép làm gì có cái trò này, T-Chép không có cái này đâu, cho nên là người ta vẫn thi T-Chép hơn, cho nên bọn em cân nhắc nha.
TESEP thì thầy giáo trình nó nhiều hơn. Và hai cái đứa mà thầy đang dạy ấy là nó thi TESEP em ạ. Ừ, TESEP thì cái hôm trước là thầy đã ghi lưu cho bọn em cái số điện thoại, cái thầy chỉ có Zalo của nó thôi chứ không có cái số điện thoại nhé. Bọn em có thể liên lạc bên đó thì có gì nhắn cho nó, có nói học trò thầy Long ấy. Nhỏ này cũng cũng rất là ấy thôi, còn cái nhỏ kia thì có gia đình ấy hơn, còn nhỏ này thì nó thanh niên mà. Cho nên là có gì mà đôi khi tụi nó đang vô tư ấy, hiểu không? Nhiều khi là mình hỏi khéo khéo chứ. Nhưng mà thì nó cái nhỏ này nó khuyên là nên là vô cái trang web mà sinh viên của Mông Thế An ấy, thì ở lên luật sư ở trên đó nó hay post lên rất là nhiều, mà tụi nó tìm luật sư ở trên đó, những cái chỗ mà sinh viên ở tại Mông Thế An, ở trên cái nhóm, trên nhóm của Facebook ấy, thì những cái luật sư ở đây thì nó chia sẻ cho tụi nó thi TESEP ấy, tại vì tiếng Anh nó cạnh tranh nó rất là khốc liệt, nó không có cửa, tiếng Pháp thì vô tư. Còn nếu mà lần này mà bị chặt ấy, bị không được ấy, thì là phải là kỹ năng B2, đó là kỹ năng gì đó, không nghe với viết à, đúng không? Nghe nói. À, nghe nói thì chỉ còn B2. Đấy, B2 thì đấy, thành ra là bọn em cứ phải vừa làm vừa học đi nhá. Rồi ok, rồi ta kết thúc nhá. Dạ. Rồi rồi khi nào học lại nhỉ? Trong tuần này có ngày nào rảnh nữa không? Tại vì hôm hôm qua thì thầy chưa có sắp xếp được. Đã lấy thì sắp xếp, nhưng mà nếu mà trong tuần bọn em mà sắp xếp, còn không thì mình cứ để thứ bảy chủ nhật như cũ đi. Dạ, để thứ bảy chủ nhật đi thầy. Rồi ok, rồi, cứ lo làm việc đi, nhớ học nhá. Nhớ gì thầy dặn nhá. Rồi còn cái này thì thầy sẽ đưa lên trên Facebook, thầy gửi đưa lên YouTube, thầy gửi đường link cho nhá. Để thầy okay. Thầy làm cái đã, rồi bọn em chỉ cần nhấp vô đường link nó đọc thôi, không cần phải tải thì chỉ hết á. Dạ. Còn cái file audio này thì thầy sẽ gửi nhá. Ok. Audio này bọn em đã có đây này, audio của bọn em là như thế này này, có 3 cái file này này. Đây này. Còn không nữa thì đây nó gộp lại của 3 cái thằng này này. Gộp lại của thầy, cái này của thầy có riêng này. Đấy. Còn cái thằng này bọn em phải để lát nữa thầy sẽ gửi cho bọn em sau đây nhá. TEF đây. Là gồm 95 file. Rồi cái này thì thầy sẽ post lên, thầy sẽ post lên trên Google Drive, thầy sẽ gửi đường link cho và bọn em tải về. Dạ. Còn cái thằng YouTube ấy không cần tải, chỉ cần nhấp vô đường link và nghe thôi nhá. Dạ. Rồi ok, rồi bye bọn em nhá. Rồi hẹn tối nhá. Ừ? Ok, rồi bye nhá. Dạ. Khuya lắm rồi, đúng không? Rồi bye nhá. Over.